Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 62. Đáng đời. Rodman cười nhạt, tên Tần Lâm này đúng là biết tìm đường chết, chẳng biết khiêm tốn gì cả. Đừng nói gì cả, đại tế ti, vua mọc sừng còn dễ nghe đấy, lúc trước tôi từng nghe nói vương triều Thanh của Hoa Hạ còn có Thiết Mao Tử Vương sao, cái tên vua mọc sừng này. Sao Thiết Mao Tử Vương là tên gọi những vương tước thế tập thời nhà Thanh trong lịch sử Trung Quốc? Lauren hơi mỉm cười, quên sạch việc tay mình đã bị khô quắt, lúc này, cao thủ như mây, chiến ý sông trời, trong lòng bọn họ vô cùng kích động, có thể nhìn thấy cao thủ giao tranh, cơ hội 20 năm gặp một lần. Mạnh như vua của Atlantis mà lại có nỗi khổ như vậy. Rodman chăm chú nhìn trận đấu của hai người, muốn bỏ chạy nhưng không dám, bởi vì ông ta sợ rút dây động rừng, sợ vua của Atlantis hay là người của bên Lauren chú ý đến, như thế thì ông ta chết chắc. Tần Lâm bây giờ như nỏ hết đà, anh không sợ nhưng cũng không dám làm liều. Tần Lâm cũng cẩn thận xem trận đấu, với anh mà nói, đây là một trận đấu khó gặp, đương nhiên, trận đấu này là do anh khơi dậy. Tần Lâm cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng, dù sao vua mọc sừng là thật mà, vua của Atlantis vốn có biệt danh này. Laliza cũng nổi giận, bây giờ không còn đường chạy rồi, bố đang đánh với Long Phù Đồ, nhưng sức lực tương đương, có điều bố rõ ràng hơi chột dạ. Nếu không vừa nãy sẽ không chủ động rút lui, đều tại tên Tần Lâm khốn khiếp, nếu không phải tại mày, bố sẽ không liều chết với hạng một bảng rồng. Cao thủ giao tranh, uy lực kinh người, tất cả mọi người đều không ngừng lui về phía sau, cả đại điện đã biến thành chiến trường của hai người. Long Phù Đồ mạnh kinh người, uy lực ngang ngược, kiếm của ông đã hợp nhất với cơ thể từ lâu rồi, trọn vẹn như một. Hai bên giao đấu càng hăng, âm thanh vang lên, không dứt. Quyền trượng biển sâu trong tay Stellar không phải nỏ hết đà, hai cao thủ siêu mạnh này đối chiến, chiêu nào chiêu nấy đều vô cùng hiểm, nhỡ may bất cẩn là chỉ còn đường chết. Với Tần Lâm mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, hai người giao chiến ngày càng kịch liệt, mỗi chiêu đều chí mạng, khiến cho người ta cảm thấy ngang ngược khó có thể tưởng tượng. Tần Lâm nghiêm túc xem, mặc dù bây giờ thực lực của anh còn hạn chế, thương thế nặng, nhưng trận đấu này ngàn năm có một, Tần Lâm phải nghiêm túc học tập. Trên thực tế, anh đang học kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ, học kiếm pháp của Long Phù Đồ. Kiếm pháp của Long Phù Đồ từng chiêu nhẹ tễnh, phối hợp nhịp nhàng cùng với kiếm Thái A, mỗi lần ra tay đều như ngàn vạn tia chớp, khí thế hùng hồn, cho dù có phải đối mặt với cây quyền trượng biển sâu nặng hơn 300 cân của Stellar, dưới áp lực lớn như vậy, ông ấy vẫn không hề nao núng, hai người đánh ngang tay, nhưng kiếm pháp của Long Phù Đồ rõ ràng ung dung hơn, khiến người ta cảm thấy thành thạo hơn. Hai người này, 20 năm trước đã từng giao thủ một lần, trận đó Long Phù Đồ giành chiến thắng, bây giờ là trận chiến của 20 năm sau, nó khiến người khác cảm thấy hừng hực khí thế, dù là Long Phù Đồ hay Stellar thì vô cùng quật cường, đều muốn xem bọn họ của 20 năm sau, rốt cuộc ai thắng. So về thể lực và khí phách, cho dù là Long Phù Đồ thì cũng không phải đối thủ của Stellar, bởi vì cơ thể của Stellar có đặc trưng của người Atlantis, cao 2 mét. Cơ thể to lớn hơn hẳn loài người, cảm giác như người khổng lồ vậy, còn Long Phù Đồ chỉ cao gần 1m9, nhưng vẫn vô cùng ngang ngược. Hai người say sưa giao chiến. Nhưng thời gian càng dài, Long Phù Đồ rõ ràng chiếm lợi thế, hơn 50 chiêu rồi, dưới đòn công kích của Long Phù Đồ, Stellar rõ ràng ngày càng mệt mỏi, thậm chí có thể bị lép vế rồi. Ánh mắt của Tần Lâm tràn đầy lửa, hai người đã cho anh nhiều gợi ý. Đặc biệt là kiếm pháp của Long Phù Đồ khiến Tần Lâm vô cùng kinh ngạc, bây giờ anh lại càng hiểu hơn về kiếm vô cảnh, đúng là một bước đột phá. Chết rồi, hình như vua rơi vào thế hạ phong rồi, trận đấu này rơi vào thế bí rồi. Nicholas James nói nhỏ, mặc dù anh ta không muốn tin vua của Atlantis lại thua một người thường, nhưng sự thật bày ra trước mắt, trận đấu của hai người không ngừng nâng cấp, thời gian càng trôi càng lờ mờ khó phân biệt, phần thắng của Stellar ngày càng nhỏ. Nếu tiếp tục như vậy, Stellar chắc chắn sẽ bại. Phủi phui cái miệng. Laliza nói nhỏ, nhưng không thể phủ nhận, Nicholas James nói đúng, cô ta còn có thể thấy được, lúc này chẳng nhẽ Stellar không biết. Sau cả trăm chiêu, ông ta ngày càng rơi vào thế bị động, giao chiến với Long Phù Đồ, ông ta rơi vào thế bí, cứ quyết chiến như vậy, với hai người họ mà nói, đều vô cùng tiêu hao thể lực, sau cả trăm chiêu kịch liệt. Bây giờ Stellar sắp không cầm vững cây quyền trượng biển sâu rồi. Món đồ nặng 300 cân, múa may mấy trăm lần, mỗi lần đều dùng hết sức,
rõ ràng áp lực của ông ta rất lớn. Mặc dù cây quyền trưởng biển sâu rất khủng bố nhưng lại mang đến gánh nặng rất lớn cho ông ta. Mọi việc đều có mặt trái của nó, có lợi ắt sẽ có hại, đây là chuyện ai cũng rõ. Cây quyền trưởng biển sâu to lớn, bây giờ đã biến thành gánh nặng của Stellar, nhìn lại Long Phù Đồ, càng chiến càng mạnh, số năng lượng ông ấy tiêu hao chắc chỉ bằng một nửa Stellar mà thôi. Bây giờ cuối cùng cũng đến lúc Long Phù Đồ bắt đầu sử dụng năng lực, kiếm khí khủng bố không ngừng vây ép Stellar. Stellar nghiến răng cố trụ vững, nhưng vô cùng chật vật, ông ta cố tìm đường tháo chạy, cuối cùng Long Phù Đồ giơ kiếm quét qua một đường, khiến Stellar phải lùi lại, sắc mặt ông ta trầm xuống, đen xì như đáy nồi. Bịch bịch bịch. Sau mấy bước lùi, Stellar phun ra một ngụm máu, Long Phù Đồ dựa kiếm đứng đó, mặc dù hơi thở dốc nhưng trông thoải mái hơn Stellar nhiều. Xoạt xoạt. Trường kiếm hướng ra, Long Phù Đồ nhân thời cơ truy kích, không ngừng ép sát Stellar. Stellar giận dữ gầm lên, nhanh chóng trả đòn, khó khăn nghênh đón, rõ ràng không thể chống lại, nhưng ông ta cũng chẳng thể lui về sau, trận chiến này đã dồn ông ta vào bước đường cùng. Đáng ghét. Stellar không phục nhưng cuối cùng vẫn đại bại, trước mặt Long Phù Đồ anh thực sự không có khả năng trả đòn. Cút đi. Stellar không đừng đánh đấm, quyền trượng biển sâu càng ngày càng chậm, đánh đến cuối cùng, Stellar chỉ có thể cố thủ, không còn khả năng tấn công nữa. Có thể bảo đảm không bị đánh bại là đã may mắn lắm rồi. Nhưng phải xem Long Phù Đồ có cho ông ta cơ hội không. Long Phù Đồ biết nếu cứ tiếp tục đánh, mình sẽ ngày càng gặp khó khăn, giết Stellar chưa chắc có thể khiến mình may mắn thoát khỏi, nhưng cũng đã thương địch 1.000 tự tổn thương 800, kẻ mạnh giống như Stellar cho dù mình có thể giết chết ông ta cũng sẽ phải một cái giá cực tàn khốc, vậy nên lúc này Long Phù Đồ cũng không định tiếp tục liều chết với ông ta nữa. Ông ấy đã đạt được mục đích của mình rồi, đuổi tên này đi là được rồi, đây là tai họa mà tên khốn Tần Chỉ để lại cho mình cũng chẳng cần phải đi dọn dẹp giúp hắn. Sắc mặt Stellar trầm xuống, không ngừng lùi về sau, máu tươi phun ra từ miệng, bàn tay đầy vết cắt, trên người đầy vết kiếm chém, khiến ông ta trông yếu ớt hẳn. Stellar nghiến răng nói, trận chiến hôm nay, coi như tao thua. Cái này còn phải nói, rõ ràng là ông thua. Tần Lâm ngạo nghễ nói, lúc này, Stellar hừ một tiếng nhưng cũng chẳng thể làm gì. Stellar lui về sau, nhìn vật tổ tận thế, trong ánh mắt đầy vẻ không cam tâm. Non xanh còn đó, nước biếc vẫn chảy, chúng ta cứ xem. Chúng ta đi thôi. Stellar nghiến răng, tên khốn Tần Lâm, tao sẽ cho mày sống thêm mấy ngày nữa, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu. Thời khắc đó, Laliza quay đầu mỉm cười. Đầy vẻ tâm cơ sát ý, ánh mắt đó rơi lên người Tần Lâm, khiến anh không khỏi rùng mình. Ba người nhanh chóng rút lui, giặc cùng chớ đuổi, Long Phù Đồ không định liều mạng cùng ông ta. Nhìn thấy vật tổ tận thế ở trên đất, Long Phù Đồ chậm rãi nhặt lên, trong ánh mắt đầy vẻ rung động. Long Phù Đồ lẩm bẩm nói, sau đó lắc đầu. Vật này đã kinh động cao thủ thế giới, không biết bao nhiêu người đã vong mạng vì nó, 20 năm trước như vậy, 20 năm sau vẫn thế. Một khắc sau, ông liền ném vật tổ tận thế cho Tần Lâm, vật này chẳng có ý nghĩa gì với ông hết. Cho cậu đấy, đừng để ông đây thất vọng. Long Phù Đồ nhìn Tần Lâm, mặc dù bây giờ thực lực của anh không bằng ông nhưng không thể phủ nhận thiên phú của thằng nhãi này khiến người ta không dám coi thường. Trẻ măng mà có thể đạt được thực lực của cao thủ lục mạch, chẳng bao lâu nữa chắc sẽ đạt đến cảnh giới của bọn họ. Nhìn vật tổ tận thế bị Long Phù Đồ vứt cho Tần Lâm như thứ rẻ rách. Rodman và Lauren đau lòng, có điều Long Phù Đồ dường như không có ý giết bọn họ. Tần Lâm cũng nghiêm túc, mỉm cười, vật tổ tận thế mà bọn phàm tục này muốn, Long Phù Đồ còn chẳng thèm lấy. Mạnh, quá mạnh. Tần Lâm không ngờ Long Phù Đồ đã đạt đến cảnh giới bình tĩnh vô tư như vậy, khó trách thực lực có thể mạnh đến thế, khiến tên Stellar kia không dám vênh váo. Trận chiến này với Atlantis mà nói vẫn rất khó chịu, không chỉ không lấy được vật tổ tận thể mà còn mất mặt mũi. Tất cả đều bị trọng thương, có thể nói là khá bi thảm. Tần Lâm hiếu kỳ hỏi. Tiền bối, tôi muốn hỏi ông cái này, rốt cuộc ông có quan hệ như thế nào với bố tôi? Sao ông không quan tâm đến vật tổ tận thế như vậy? Tôi với bố cậu. Long Phù Đồ trầm ngâm một lúc, dường như chưa nghĩ được câu trả lời. Chẳng có quan hệ gì hết, còn về vật tổ tận thế, tôi không muốn nó, với tôi mà nói, trên thế giới này chỉ có hai thứ khiến tôi động lòng. Một là võ đạo, hai là bà ấy. Nói xong,
Long Phù Đồ quay người rời khỏi, sắc mặt của Tần Lâm thẫn thờ, không biết bà ấy mà ông nói là ai, nhưng quan hệ giữa bố mình và ông chắc chẳng tốt đẹp gì, nhưng tại sao ông ấy lại cứu mình? Trong lòng Tần Lâm có hàng vạn câu hỏi, nhưng Long Phù Đồ không cho anh cơ hội hỏi mà đã rời đi rời. Trận chiến này dường như đã đến lúc lặng lẽ hạ màn. Đã tìm được vật tổ tận thế rồi, chuyến đi đến cung điện băng Côn Luân lần này cũng không phụ lòng bố dặn dò, may có Long Phù Đồ giúp đỡ, anh cũng nợ ông một lần. Ơn huệ này, Tần Lâm sớm muốn gì cũng sẽ trả, anh ghét nhất là nợ người khác. Anh nắm chắc vật tổ tận thế trong tay, khó khăn đứng dậy, anh bây giờ cũng rất khó chịu, không nên ở lại đây lâu, thương tích đầy mình thế này, anh phải đi ra ngoài mới được. Rodman cười nói, cậu Tần, Kim Bạc, trên người chúng tôi, cậu xem nên giải quyết thế nào. Tần Lâm sững sờ, anh cũng quên mất Kim Bạc cắm trên người họ. Tần Lâm lạnh lùng nói, đợi đến khi ra ngoài, tôi sẽ giải cho hai người, bây giờ chưa phải lúc, yên tâm, Tần Lâm tôi nói là làm, bảo không giết mấy người là không giết. Rodman kích động nói, liên tục gật đầu. Cảm ơn cậu Tần. Ba người vội vàng đi ra khỏi cung điện băng Côn Luân, ở cổng, Tần Lâm tìm khắp nơi nhưng không thấy được bóng dáng của Tạ Hồng Mai. Tần Đại Sư. Một tiếng gọi đột nhiên vang lên khiến Tần Lâm phải quay đầu, lúc này trái tim anh mới bình ổn lại. Tần Đại Sư, cậu không sao là tốt rồi. Tạ Hồng Mai nhìn thấy sự xuất hiện của Tần Lâm, trên mặt đầy vẻ vui mừng, cô nhìn thấy biết bao cao thủ bay qua bay lại, nhưng cô vẫn trốn trong góc, không dám lên tiếng. Bởi vì cô biết thực lực của mình còn lâu mới là đối thủ của họ, cô chỉ có thể trốn ở đây. Lúc này nhìn thấy Tần Lâm xuất hiện, cô mới yên tâm, thả lòng người. Tôi cứ tưởng cô xảy ra chuyện rồi cơ. Tần Lâm mỉm cười, ánh mắt hai người giao nhau, trong ánh mắt đầy vẻ ấm áp, đặc biệt là người từng trải qua sinh tử thì càng hiểu rõ rốt cuộc nên đối xử với nhau thế nào. Sự quý trọng lẫn nhau, không nói cũng biết. Tạ Hồng Mai nhìn Rodman và Lauren, ánh mắt âm u. Tần Đại Sư, hai người này là... Tần Lâm nói. Bọn họ bị tôi khống chế, cắm kim bạc lên người. Tạ Hồng Mai vội vàng nói. Tần Đại Sư, hai người họ chẳng phải loại tốt đẹp gì, cần phải giết, nếu không sẽ để lại hậu họa. Mặt Rodman biến sắc, ông ta sợ lúc này Tần Lâm mà giết bọn họ thì chết chắc. Cậu Tần, cậu đã đồng ý với chúng tôi rồi mà. Tần Lâm cười nói, anh phải tuân theo nội tâm của mình. Lúc trước tôi đã đồng ý không giết họ rồi, bây giờ đã ra khỏi cung điên băng Côn Luân, tôi mà nuốt lời cũng không hay. Nói lời phải giữ lấy lời. Tạ Hồng Mai lo lắng nói. Nhưng, yên tâm đi, lần tiếp theo gặp mặt, tôi sẽ không nhân từ như vậy đâu, đây là hiệp định giữa quân tử. Tần Lâm nói xong, Tạ Hồng Mai vô cùng buồn rầu, nhưng nếu Tần Đại Sư đã nói vậy thì cô có thể nói gì nữa đây? Rodman nhìn Lauren, nhẹ lòng hơn nhiều. Tần Lâm quả nhiên không nuốt lời. Tần Lâm vỗ hai tay lên vai hai người, dùng lực hút một cái, hai cây kim bạc được nhổ ra. Rodman và Lauren đều vui mừng. Rodman cười híp mắt mà nói. Hallelujah, Emmanuel, cảm ơn cậu Tần đã không giết chúng tôi. Đi đi, lần sau không may mắn như vậy đâu. Tần Lâm nói xong liền quay người rời đi với Tạ Hồng Mai, chuẩn bị về phủ. Có điều lúc này, Rodman và Lauren không hề động đây. Rodman khẽ mỉm cười, trong ánh mắt toát lên đầy sát khí. Bọ ngựa bắt phe, chim sẻ trực sẵn, chúng ta vẫn sẽ thắng, ha ha ha. Lauren lạnh lùng nói, bóng lưng của Tần Lâm và Tạ Hồng Mai, nụ cười dần ngưng đọng lại. Cậu Tần, chắc cậu không đi nổi đâu. Tần Lâm nhíu mày, khi quay đầu, nhìn thấy Rodman và Lauren đang chậm chậm đi về phía mình, trong ánh mắt đầy vẻ âm hiểm. Hai người họ rốt cuộc muốn làm gì? Tạ Hồng Mai trầm giọng nói, hai người chẳng phải loại gì tốt đẹp, bây giờ Tần Đại Sư đã thả họ, nhưng họ không hề hối cải, dường như muốn đánh trả. Rodman cười nói, bọn tôi muốn làm gì, chẳng nhẽ hai người lại không biết. Cậu Tần, lần này đến phiên chúng tôi đối phó với cậu. Đương nhiên tôi cũng là người rất trọng chữ tín, Tần Lâm cậu là con của Tần Trì, tôi không muốn giết cậu. Bởi vì tôi không dây vào nổi con quỷ Tân Trì, nhưng nếu như cậu không nghe lời tôi, thì đừng trách tôi lật mặt. Cậu rất có phong phạm của quân tử, tôi cũng không muốn giết cậu, giao vật tổ tận thế ra đây, tôi sẽ thả hai người. Tần Lâm mỉm cười, thở dài một tiếng. Tôi vốn không muốn giết hai người,
nhưng hai người cứ đứng trước họng súng của tôi, nếu như tôi không giết hai người thì đúng là có lỗi với Diêm Vương. Trong lòng Rodman đã có dự tính, ông ta nói. Cậu Tần, tôi khuyên cậu đừng cử động, bởi vì bây giờ không chỉ có hai người chúng tôi, cậu có thể thử nhìn xung quanh xem có bao nhiêu người. Nếu cậu muốn sống rời khỏi đây, tốt nhất nên ngoan ngoãn phối hợp, nếu không tôi không đảm bảo được sự sống chết của cậu đâu. Tần Lâm nhíu mày, tên này có vẻ có đường lui, mình hoàn toàn đã khinh ông ta, cuối cùng vẫn phải dạy cho người của Tòa Thánh Vatican cho một bài học. Đây là ông ép tôi đấy, có vẻ như vì vật tổ tận thế, ông định ép tôi vào chỗ chết nhỉ, lần này Tòa Thánh Vatican của mấy người có vẻ thận trọng nhỉ. Tần Lâm nói xong, chỉ thấy xung quanh xuất hiện hơn 20 người, đều mặc áo giáo vàng thời Trung Cổ phương Tây. Những người này đều là lực lượng mạnh mẽ nhất của Tòa Thánh, những võ sĩ thần thánh. Bây giờ thực lực của anh đã bị tổn hại nghiêm trọng, lúc này anh không thể ngờ Tòa Thánh lại có người chống lưng đằng sau, hai kẻ đã bị mình dồn vào đường cùng thật sự đã chơi anh một vố. Ông thật bị ổi, Tần Đại Sư vừa rồi đã tha cho các người, bây giờ các người lại lấy oán báo ân. Cách hành xử của Tòa Thánh Vatican các người đúng là đáng ghê tởm. Nực cười làm sao? Tạ Hồng Mai trầm giọng nói, có nhiều võ sĩ thần thánh đang canh bọn họ như thế, thực lực của Tần Lâm còn có thể xử hết được, còn lúc này đây không thể làm gì được, bọn họ phải đối mặt với tình huống khó khăn này. Tòa Thánh Vatican bọn tôi luôn phân biệt giữa việc công và việc tư, tôi rất biết ơn lòng tốt của cậu Tần vì đã tha mạng cho mình, tôi vẫn luôn khắc ghi trong lòng, nhưng chúng tôi đến đây là để giành lấy vật tổ tận thế. Vậy nên, cậu Tần à, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Tôi sẽ không giết cậu nếu cậu giao vật tổ tận thế ra đây. Coi như là báo ơn, nhưng nếu cậu vẫn cứng đầu thì tôi sẽ không do dự nữa đâu. Rodman cười híp mắt nói. Khi đàn ông giết người mà thiếu quyết đoán thì không thể nào hoàn thành việc lớn được. Đại tế ti nói phải, Tần Lâm, bây giờ cậu hãy ngoan ngoãn giao vật tổ tận thế ra đây, để khỏi phải chịu nỗi đau thể xác, dù gì nếu tôi thật sự giết cậu thì cũng không đành đâu, he he he. Lauren điềm tĩnh nói. Gã hận không thể ngũ mã phanh thây Tần Lâm ra, nếu như không phải Tần Lâm thì gã đã không bị phế mất một cánh tay rồi, cuối cùng thì bọn họ cũng đã rơi vào tay gã rồi. Rodman và Lauren biết rất rõ Tần Lâm nhất định sẽ không dễ dàng từ bỏ vật tổ tận thế, cho nên bọn chúng mới nói như vậy. Các người cũng danh ma đấy. Tần Lâm cười giễu cợt. Nếu muốn giết tôi thì cứ nói thẳng đi, sao cứ phải vòng vo thế? Mục đích của các người không chỉ có mỗi vật tổ tận thế. Mà các người còn muốn giết tôi nữa, cho dù tôi có giao vật tổ tận thế ra thì các người sẽ thả tôi đi ư. Thật nực cười, đúng là quá nực cười. Đương nhiên, tôi còn nực cười hơn các người nhiều, lại còn thả các người đi. Nhưng Tần Lâm tôi đã nói thì chưa bao giờ nuốt lời, đó là do tôi hứa thả các người đi, nhưng lần đánh này thì các người sẽ không còn cơ hội đó nữa đâu. Tần Lâm trừng mắt nhìn Rodman và những người khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Coi như cậu thông minh, nhưng lúc này cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng tôi sao? Dựa vào mình cậu à? Hay là con đàn bà bạch ngọt ngốc nghếch này? Nhiều võ sĩ thần thánh như thế này mà vẫn muốn chạy trốn cơ à? Ảo tưởng quá rồi đó. Rodman lạnh lùng nói, quả thực đây đúng là cơ hội ngàn năm hiếm gặp, nếu không nhanh tay giết chết Tần Lâm, vậy thì sau này không thể đảm bảo được anh có trở thành Long Phù Đồ hay Tần Chỉ thứ hai hay không? Đó chắc chắn sẽ là mối đe dọa rất lớn cho Tòa Thánh bọn họ. Dập tắt mối nguy hiểm từ trong nôi luôn luôn là sự lựa chọn khôn ngoan nhất, vì vậy cách tốt nhất lúc này chính là giết người cướp của. Đạo nghĩa đối với bọn chúng mà nói thì chẳng có ý nghĩa gì, người làm nên chuyện lớn thì không câu nệ tiểu tiết, hơn nữa, nếu lần này trở về mà không thành công thì giáo hoàng nhất định sẽ nổi trận lôi đình, bọn họ cũng chẳng muốn làm cái đạo đức lễ nghĩa gì đó mà bỏ qua cho Tần Lâm. Không thể đánh mất cơ hội tốt như thế này được, huống chi hiện tại Tần Lâm lại đang thể suy sức yếu. Giết anh cũng giống như nhổ cỏ vậy. Chỉ khi có được vật tổ tận thế thì Tòa Thánh bọn họ mới có thể trở nên mạnh hơn, chỉ có như vậy thì bọn họ mới có thể đứng trên đỉnh của thế giới, và Atlantis cũng sẽ trở thành bia đỡ đạn cao cấp cho bọn họ. Cả thế giới chỉ có một Tòa Thánh Vatican, và cũng chỉ có một giáo hoàng duy nhất. Đây mới chính là mục tiêu của bọn họ. Có được vật tổ tận thế thì sẽ thay đổi được thế giới. Tần Đại Sư, làm sao bây giờ? Tạ Hồng Mai thấp giọng nói, trong lòng cô đã có sự chuẩn bị, cho dù có phải liều mạng thì cô cũng sẽ không do dự.
Bây giờ người của tòa thánh đã sẵn sàng để liều mạng chiến đấu, sao cô có thể sợ được chứ? Sinh ra ở Hoa Hạ, không hối tiếc vì Hoa Hạ. Những gì mà Tần Đại Sư làm đều là vì Hoa Hạ, vì con dân Hoa Hạ, bản thân cô có thể góp chút sức lực ít ỏi, hoặc có lẽ cũng chỉ là thân phận phụ nữ mà thôi. Tạ Hồng Mai chưa bao giờ sợ chết, từ khi gia nhập đội biệt kích thì cô sớm đã không màng đến sự sống của mình rồi. Cái chết có thể nhẹ như lông hồng, hoặc nặng như núi Thái Sơn, nhưng lần này cô tuyệt đối không hề có ý định rút lui. Nhìn thấy bờ vai rộng của Tần Đại Sư cùng thân hình cường tráng, cho dù thế nào thì vẫn là thứ vững chãi nhất trong lòng cô, nếu thật sự có thể cùng Tần Đại Sư chết, cô cũng sẽ không hối hận. Cô đã 29 tuổi, nhưng lại chưa từng gặp qua Bạch Mã Hoàng tử trong lòng mình, và sự xuất hiện của Tần Đại Sư đã khiến cho trái tim cô loạn nhịp, tuy cô biết chuyện giữa hai người là không thể, hơn nữa cô cũng lớn hơn Tần Đại Sư, nhưng chấp niệm trong lòng lại chưa từng vơi bớt. Hình bóng của Tần Đại Sư đã in sâu vào tâm trí cô, không sao dứt ra được. Lần này cô kiên quyết đi theo Tần Đại Sư vào núi Côn Luân cũng là vì có một số lý do cá nhân, con người vốn đã ích kỷ, nhưng lúc này phải đối mặt với tử thần thì Tạ Hồng Mai lại bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, đây mới chính là minh chứng tốt nhất. Yêu nước, si tình, tất cả đều hòa làm một. Tần Đại Sư là tình yêu của cô, và tình yêu của bọn họ cũng là chiến đấu vì đất nước. Vinh quang, không vụ lợi. Tần Lâm liền nhìn sang Rodman, tuy anh không hề mong đợi kết quả như vậy, nhưng bây giờ có lẽ chỉ có thể liều mạng chiến đấu mà thôi. Dù thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ không nhận thua, đặc biệt là vật tổ tận thế trên tay anh không chỉ là một món đồ, mà đó còn là sự kỳ vọng của bố đối với anh, và cũng là sự bảo vệ bền bỉ của bố trong suốt hai thập kỷ. Đôi khi sinh mạng thực sự không quá quan trọng, mà đó là về chữ tín, căn bản không hề có thứ đồ nào đáng để nhắc đến cả. Mạng sống là đáng quý, nhưng tình cảm gia đình lại càng hơn thế nữa. Điều quan trọng nhất là mọi thứ đều nhẹ tựa lông hồng khi đứng trước lợi ích của quốc gia. Trong trận chiến này, Tần Lâm biết mình sẽ thua nhiều hơn thắng, rất có thể anh sẽ chết ở đây vì đã mất quá nhiều sức chiến đấu, bây giờ còn phải đối mặt với đám võ sĩ thần thánh này, đương nhiên nguy cơ mất mạng sẽ càng cao hơn nữa. Bản thân anh chưa từng hối hận vì đã thả hai tên này ra. Con người ta khi còn sống thì sẽ luôn có sự cố chấp của riêng mình. Đây cũng chính là lý do tại sao Tần Lâm lại có khí thế bất khuất đến vậy, liều cả mạng mình để kéo hoàng đế xuống ngựa, lúc này đây anh đã sẵn sàng để đánh trả. Giết, một trận chiến tạo nên anh hùng. Bại, đời đời bất diệt. Trước khi giết được tôi, ông nói những điều này thì có chút quá vội vàng rồi đó. Tần Lâm mỉm cười, sau đó nhìn thẳng vào Rodman. Đám võ sĩ thần thánh xung quanh anh cũng đã bắt đầu di chuyển. Vậy sao, xem ra cậu khá tự tin đấy, nhưng bây giờ nói ra mấy lời này thì tôi cũng không biết nên gọi cậu là ngu xuẩn hay kiêu ngạo đây. Long phù đồ đã đi rồi, lẽ nào cậu còn mong muốn có hồi mã thương quay lại giúp à? Cậu thật ngây thơ làm sao, trẻ tuổi thích thật đấy. Ha ha ha, Rodman khẽ mỉm cười, bởi vì ông ta sớm đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Căn bản không cần phải lo lắng gì nữa. Vậy hãy thử xem, cái mạng này của tôi, giết một thì không cần đền, nhưng giết hai thì sẽ có lời, còn tùy vào việc ai có thể cười đến cuối cùng nữa kia. Tần Lâm cười nhẹ. Võ sĩ thần thánh, sẵn sàng chiến đấu. Rodman thấp giọng kêu lên, tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng, ai nấy đều toát ra sát khí đằng đằng. Giết Tần Lâm, đoạt lấy vật tổ, nhất định phải làm được. Xung quanh càng ngày càng có nhiều người vây quanh, Tần Lâm biết lần này nhất định mình phải liều thôi. Tần Đại Sư, mặc dù không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng tôi nguyện chết cùng cậu. Hôm nay nếu như bọn chúng muốn động vào cậu thì bọn chúng phải bước qua xác tôi đã. Ánh mắt Tạ Hồng Mai vô cùng nghiêm túc và sắc bén, không ai có thể biết được kết cục của bọn họ sẽ như thế nào, nhưng bọn họ đều đã xem cái chết chính là lựa chọn cuối cùng của mình. Được. Vậy chúng ta hãy chiến một trận sinh tử đi, tôi hy vọng cô sẽ sống sót. Tần Lâm nhìn Tạ Hồng Mai, bốn mắt chạm nhau, anh sẽ không bao giờ chịu nhận thua. Ngay khi cái chết cận kề thì anh em có nhau, ha ha ha, thật thú vị, vậy thì tôi sẽ cho hai người làm một cặp uyên ương số khổ, thần sẽ độ các người thôi. Hallelujah! Ánh mắt Rodman lạnh lùng, phất tay một cái, lúc này, lập tức có hàng chục võ sĩ thần thánh bắt đầu tấn công một cách đáng sợ. Tất cả các võ sĩ thần thánh đều là những anh tài tuyệt đỉnh được tuyển chọn từ các nước phương Tây khác nhau, mỗi một người đều là một trong một vạn,
tất cả bọn họ đều có tín ngưỡng của riêng mình, đó chính là lòng trung thành với giáo hoàng. Họ không sợ chết, trong lòng họ chỉ có một niềm tin duy nhất, đó là bảo vệ giáo hoàng, tòa thánh là nhà của bọn họ có thể chết, nhưng tuyệt đối không để ai có thể xúc phạm tòa thánh hoặc vu khống giáo hoàng. Bọn họ chính là những tử sĩ trung thành nhất bằng xương bằng thịt, có tín ngưỡng tâm linh riêng, và đó là ngọn núi cao nhất trong lòng con người. Mỗi người đều có tín ngưỡng của riêng mình, người có tín ngưỡng thì càng mạnh mẽ, có thể kiên trì và không bao giờ thay đổi, đây chính là lòng trung thành bất khuất của họ. Trong trận chiến này, tuy Tần Lâm đã thể suy sức yếu, nhưng có rất nhiều võ sĩ thần thánh vẫn không có chút sơ suất nào, bọn họ biết rằng hai vị đại tế ti không dễ gì khom lưng trước người khác. Hơn nữa bây giờ đại tế ti cũng đã bị thương, cho nên đã đến lúc để cho võ sĩ thần thánh bọn họ thể hiện sức mạnh và bày tỏ lòng trung thành của mình. Không sợ hãi, bất khả chiến bại. Tần Lâm dương kiếm lên, anh như một cơn gió lao vào đám người với luồng sát khí dâng trào, anh dũng chiến đấu với đám võ sĩ thần thánh kia. Những bóng hình liên tục lướt qua anh, nhưng Tần Lâm lại không hề sợ hãi khi đối đầu với hơn 20 võ sĩ thần thánh. Mặc dù bước chân của anh đang loạng choạng nhưng anh vẫn luôn có thể đảm bảo sức mạnh của mình mà không bị áp chế hoàn toàn. Ở phía bên kia, nhờ có sự trợ giúp của Tạ Hồng Mai, mặc dù không đẩy lùi được tất cả các võ sĩ thần thánh, nhưng cô lại giống như đôi mắt ở sau lưng anh, luôn là một ánh đèn rọi trong màn đêm. Có sự giúp đỡ của Tạ Hồng Mai, Tầm Lâm mới có thể chắc chắn anh sẽ không bị tấn công từ phía sau. Cầm Thất Tinh Long Uyên trong tay, Tần Lâm tiếp tục chiến đấu hết mình. Dù thắng hay thua thì anh cũng sẽ không gục ngã ở đây. Phật tổ tận thế là lời hứa của anh với bố, nhất định không được thua. Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi, tuy hết lần này tới lần khác đều bị võ sĩ thần thánh đánh ép, tình hình ngang càng trở nên tồi tệ, nhưng chỉ cần còn thở thì anh nhất định sẽ bảo vệ Phật tổ tận thế. Trận chiến ngày càng trở nên khốc liệt hơn, nhưng ngay cả Rodman cũng không ngờ cuộc chiến trong lúc hấp hối của Tần Lâm và Tạ Hồng Mai lại có thể kéo dài đến vậy. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì đó cũng không phải là cách, chậm trễ sẽ sinh biến, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh mới được. Giết không tha. Rodman gầm lên, làm cháy lên nỗi kích thích trong lòng đám võ sĩ thần thánh kia. Với tư cách là lực lượng hùng mạnh nhất của tòa thánh, bọn họ tuyệt đối sẽ không để bị lật thuyền vào lúc này. Hơn nữa, đại tế ti Rodman đã nổi giận rồi, và đây chính là một sự xấu hổ đối với danh xưng võ sĩ thần thánh bất khả chiến bại của bọn họ. Một bại tướng, sức lực hao tổn, nhưng lại quét sạch tất cả, nếu như bọn họ không thể đánh bại Tần Lâm thì há chẳng phải sẽ trở thành trò cười hay sao? Các võ sĩ thần thánh đồng thanh gào lên, tinh thần chiến đấu của họ càng thêm dâng trào, bọn họ lập tức cùng xông về phía Tần Lâm, nhất định phải giết chết anh. Tần Lâm đổ mồ hôi hột, cầm Thất Tinh Long Uyên trong tay, chiến ý cao ngút, anh liên tiếp đột phá vòng vây của đám võ sĩ thần thánh kia, âm thanh leng keng của lưỡi kiếm cắt ngang không khí. Vang lên giòn giã trong không trung. Băng và tuyết, gió to và mưa rào, cả đất trời tràn ngập gió tuyết, ngay cả bóng người dường như cũng chìm trong gió và tuyết, thoát ẩn thoát hiện. Ánh mắt Tần Lâm như thiêu đốt, kiếm vô cảnh đã dùng đến mức cực hạn, nhưng anh đã bị thương nặng, bây giờ có muốn lật ngược tình thế cũng khó. Lúc trước liều mạng với Stellar đã khiến anh tiêu hao quá nhiều sức chiến đấu, vậy nên bây giờ anh đang ở trong tình trạng hết sức khó khăn, rất khó để lên cấp độ tiếp theo. Nhưng sứ mệnh của anh không thể bị gián đoạn được, anh phải mang vật tổ tế thần về, chỉ bằng cách này thì anh mới có thể giải thích rõ ràng cho bố được. Từng đợt dao kiếm chém xuống một cách đáng sợ, bay trong gió tuyết, Tần Lâm tiếp tục trận chiến khốc liệt, anh gầm lên như sấm, cố gắng vượt qua gông cùm, đám võ sĩ thần thánh này đều là những chiến binh liều chết, lại đối mặt với sự suy yếu của anh nên bọn họ càng thêm sảng khoái, cho dù là có đánh luân phiên thì anh cũng không phải là đối thủ của chúng. Sức người có hạn. Tần Lâm nghiến răng nghiến lợi, dùng một kiếm quét qua, chém sạch đám võ sĩ thần thánh đang truy đuổi kia. Tạ Hồng Mai còn khó khăn hơn anh, cô đã bị thương khắp nơi, đối với cô mà nói thì không phải là một gánh nặng nhỏ, nhưng bây giờ cô đã quyết định cùng Tần Lâm sống chết có nhau, đương nhiên cô sẽ không bao giờ lùi bước. Cẩn thận! Tạ Hồng Mai kêu lên rồi lao thẳng về phía Tần Lâm, nhưng cô đã bị một con dao đâm ngay vào ngực, máu trào ra dữ dội. Hồng Mai! Đồng tử Tần Lâm lập tức co lại, sắc mặt lạnh như băng, anh bắt lấy Tạ Hồng Mai rồi không ngừng lùi về sau, máu trong ngực cô không ngừng phun ra. Tại sao lại ngốc thế? Sắc mặt Tần Lâm sa sầm, lúc này cho dù có nói gì thì cũng đã muộn, Tạ Hồng Mai cũng đã lâm nguy rồi. Sống tiếp nhé, Tần Lâm,
chỉ cần cậu tiếp tục sống, thì Hoa Hạ sẽ có hy vọng, bảo vệ tốt vật tổ tận thế nhé. Tạ Hồng Mai run giọng nói, trong mắt cô lộ ra vẻ trìu mến, đó là tình yêu của cô dành cho Tần Lâm, chỉ vào lúc này thì cô mới dám đối mặt với Tần Lâm, mới dám đối mặt với ánh mắt tuyệt vọng của anh. Tần Lâm, tôi lạnh, lạnh quá. Tạ Hồng Mai nói lý nhí. Tần Lâm ôm chặt Tạ Hồng Mai trong lòng, nhưng sức sống của cô càng ngày càng yếu. Tôi sẽ không để cho cô chết, tuyệt đối không. Tần Lâm giống lên, tiếng vang dao động khắp, tuyết trên đỉnh núi dường như bắt đầu run rẩy, rất có thể sẽ lại xảy ra một trận tuyết lở. Tần Lâm, từ lúc chúng ta cùng nhau ở núi Côn Luân thì tôi đã yêu cậu rồi, mỗi hành động của cậu tôi đều nhớ hết, tôi chỉ muốn ở bên cậu, bất kể sống hay chết, cho dù thắng hay thua, chỉ cần có cậu, là được. Nên duyên từ núi Côn Luân, chia cắt bởi núi Côn Luân, có lẽ đây chính là số mệnh của tôi, khụ khụ. Tạ Hồng Mai liên tục ho, máu không ngừng tuôn ra, Tần Lâm ấn liên tục vào huyệt đạo của cô, tuy máu đã ngừng chảy nhưng phần tim của cô cũng bị thương nặng rồi, cho dù có là Tần Lâm thì cũng không bột đố gột nên hổ, anh không thể cứu được cô vào lúc này, chỉ trong nửa tiếng nữa thôi, cơ hội sống sót của cô sẽ mất đi, cô sẽ tiếp tục vòng luân hồi mới. Tần Lâm rất tự trách bản thân, nhưng tất cả chuyện này đều không thể cứu vãn được. Cái chết, đối với bọn họ mà nói thì vô cùng đơn giản, nhưng cũng rất khó khăn. Tạ Hồng Mai nở một nụ cười mãn nguyện, được chết trong vòng tay của người mình yêu, ai có thể nói đây không phải là một loại hạnh phúc cơ chứ? Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tần Lâm và những giọt nước mắt kia, Tạ Hồng Mai đã biết rằng cuộc đời này cô không còn gì phải hối tiếc. Lòng bàn tay rũ xuống mặt đất, đôi mắt của Tạ Hồng Mai từ từ nhắm lại, không thể mở ra được nữa. Không! Tần Lâm gầm lên, lửa giận từ trong lòng đột nhiên dâng lên, sát ý kinh người. Giết một người là tặc. Giết hàng vạn người là anh hùng. Tần Lâm chưa bao giờ là một người mềm lòng, đặc biệt là đối với những kẻ kiêu ngạo dám xâm phạm đến Hoa Hạ. Anh cũng là một người vô cùng trọng tình cảm, Tạ Hồng Mai đã sát cánh chiến đấu cùng mình không kể ngày đêm, cho dù không có tình yêu nam nữ nhưng vẫn có tình cảm huynh đệ đồng đội, đó là điều không thể phủ nhận được. Hơn nữa, đó là loại tình cảm liều cả mạng sống để cứu nhau, cho dù là sống hay chết thì đều hy sinh cho đối phương. Trong mắt Tần Lâm, Tạ Hồng Mai là một người phụ nữ rất cứng rắn và ngoan cường, người có tính cách như vậy chắc chắn sẽ gặp nhiều bất trắc. Ai nói phụ nữ kém hơn đàn ông, nhưng ở Hoa Hạ bạn phải nỗ lực hơn người khác gấp trăm nghìn lần thì mới có thể được công nhận. Tạ Hồng Mai rất ưu tú, cô thậm chí còn tốt hơn 99% người kia, nhưng một cô gái tốt bụng và ưu tú như vậy mà lại phải chết dưới tay những kẻ gian tà. Có rất nhiều thứ yêu ma quỷ quái trên đất Hoa Hạ, và những kẻ xâm lược này chính là nỗi tức giận lớn nhất của Tần Lâm. Vào lúc tuyệt vọng, Tạ Hồng Mai đã đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của anh, nếu cô không ngăn cản, có lẽ bây giờ anh mới là người ngã trên nền tuyết. Xông lên! Rodman trầm giọng nói, gió thổi xung quanh càng ngày càng mạnh, tiếng gầm của Tần Lâm hết sức chói tai, bởi vì thứ anh lo nhất hiện tại chính là xuất hiện tuyết lở, vậy thì bọn họ đều sẽ chết ở đây. Sức người có hạn, so với tự nhiên mà nói thì vô cùng mỏng manh, Rodman cũng biết sự kinh hoàng của một trận tuyết lở là như thế nào, ông ta đã từng chứng kiến tất cả, khi nhìn thấy Tần Lâm lại đứng lên sau trận lở tuyết, ông ta cũng đã rất kinh ngạc. Nhưng ông ta không dám đánh cược. Cho dù có mạnh như Tần Lâm thì ông ta cũng chỉ là may mắn mà thôi, nếu thêm một lần nữa thì không ai có thể đảm bảo mình sẽ sống sót. Điều quan trọng nhất chính là thực lực hiện tại của bọn họ đã không còn ở trạng thái đỉnh cao như lúc đầu, dưới một trận tuyết lở mà nói thì hy vọng sống sót gần như bằng không. Muộn ắt sinh biến, Rodman phải cho võ sĩ thần thánh nhanh chóng giải quyết Tần Lâm, sát khí trong mắt tên này quá kinh khủng. Bây giờ điều Rodman lo lắng nhất chính là Tần Lâm đang vô cùng tức giận, anh muốn chết chung với bọn họ. Nếu vậy thì có thể anh đang cố tình gây ra một trận tuyết lở, đương nhiên kết quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Bọn mày chết hết cho tao. Tần Lâm xông lên với sát khí ngút trời, máu trong người không ngừng sôi trào, anh đặt Tạ Hồng Mai xuống, lúc này trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là giết sạch bọn chúng, không chừa lại bất kỳ tên nào, vì để báo thù cho Tạ Hồng Mai. Bản thân Tần Lâm cũng không ngờ, khi lửa giận hoàn toàn thiêu đốt chính mình. Anh dường như giống hệt ác ma từ thiên đường giáng xuống, sau đó vung kiếm lên, sát ý ngút trời. Giết! Tần Lâm vung kiếm lao vào đám võ sĩ thần thánh. Giờ phút này, ngay cả anh cũng không biết sức mạnh ở đâu, một luồng sức mạnh đáng sợ dường như liên tục bộc phát ra khỏi cơ thể.
Trong lúc thịnh nộ, Tần Lâm đã hoàn toàn nổi điên. Anh đang thiêu đốt chính sinh mạng và tinh thần của mình, điều này vô cùng đáng sợ, nhưng đối với Tần Lâm thì cũng là tổn thương không thể tưởng tượng nổi, có khả năng anh sẽ khiến cơ thể mình bị thương vĩnh viễn. Nhưng lúc này Tần Lâm làm sao có thể lo nhiều đến như vậy chứ? Anh không sợ chết, hơn nữa anh còn làm liên lụy đến Tạ Hồng Mai, anh muốn giết tất cả dưới cơn thịnh nộ của mình. Bịch, bịch, bịch. Tần Lâm không ngừng chém tới, thân thể cường tráng như bò Tây Tạng, anh không thèm để ý đến bất kỳ ai, khí thế như hổ xuống núi đã quét sạch tất cả, ngay cả Rodman cũng sững sờ. Sao tên này có thể làm được như vậy? Cơn thịnh nộ của Tần Lâm thật sự kinh người, so với Tần Lâm ở thời kỳ Hoàng Kim, lúc trước thì còn mạnh hơn rất nhiều, điều này làm cho Rodman không thể nào tin được. Nhìn đám võ sĩ thần thánh bị giết từng người một, máu nhuộm cả băng tuyết. Điều này càng khiến cho Rodman thêm kinh hãi, đây đúng là một vụ thảm sát mà. Không, Lauren, nhanh lên, cả hai chúng ta không thể ngồi chờ chết được, tên Tần Lâm này quá điên cuồng, chúng ta nhất định phải giết hắn, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Rodman biết rất rõ, nếu không thể giết Tần Lâm thì bọn họ sẽ bị anh giết chết. Người Hoa Hạ cổ đại có câu, khi nóng vội sẽ sức cùng lực kiệt, và lụn bại. Chỉ cần khí thế hung hãn của Tần Lâm bị tác động, một khi sức lực trong cơ thể đã hoàn toàn cạn kiệt thì đó chính là lúc bọn họ thể hiện bản thân. Bây giờ Tần Lâm có thể bộc phát sức lực mạnh mẽ như vậy, đơn giản là vì anh đã đốt cháy sinh khí trong cơ thể mình, đây có thể là một đòn chí mạng đối với một con người, dù thắng hay thua thì anh đều đốt sạch sức sống của chính mình. Nhưng trạng thái thịnh nộ này không phải ai cũng có thể có được, đây gần như là đỉnh cao không thể đạt tới của cơ thể. Ngay cả Tần Lâm trước đây cũng không thể tùy tiện đạt đến trạng thái này, bởi vì trong sâu thẳm tuyệt vọng thì niềm tin mới là thứ đầu tiên. Cộng thêm việc Tạ Hồng Mai đã chết vì mình, điều này càng làm cho Tần Lâm đạt đến cơn thịnh nộ cực kỳ đáng sợ, nếu không phải như vậy, thì anh đã không có được sức chiến đấu kinh khủng đến thế. Tần Lâm của hiện tại còn mạnh hơn lúc đầu, thậm chí có phần kinh khủng hơn trước, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ tạo thành chấn thương không thể tưởng tượng nổi trên cơ thể anh. Rodman không thèm quan tâm nhiều như vậy nữa, ông ta biết Tần Lâm sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn họ, trận chiến này nhất định phải đánh đến cùng, không được để lại cho anh cơ hội sống nào, nếu không sau này sẽ gặp vô số phiền phức. Mặc dù Tần Lâm còn có một người bố rất đáng sợ là Tần Trì, nhưng vì sự nghiệp vĩ đại của Tòa Thánh, cho nên ông ta không thể để ý nhiều như vậy nữa, cứ lấy vật tổ tận thế trước đã. Ngay cả Atlantis bọn họ cũng không sợ, tại sao lại phải sợ một tên Tần Trì chứ? Rodman và Lauren lập tức gia nhập trận chiến, nhưng ngay cả bọn họ cũng không ngờ, việc hai người nhập cuộc không khiến trận chiến trở nên sáng sủa hơn mà còn khiến tình hình trở nên tồi tệ. Bởi vì Tần Lâm đã đẩy tất cả lửa giận lên người bọn họ, võ sĩ thần thánh cũng đã chết 7-8 người, cho nên Rodman đành phải dùng hết sức để chiến đấu với Tần Lâm, ông ta không còn đường lui nữa. Tên này là một kẻ mất trí, giết hắn. Rodman đứng mũi chịu sào. Ông ta tấn công bằng nắm đấm nặng nề, dưới sự bao vây của hơn chục người, cơn giận dữ của Tần Lâm đã được bộc phát, thanh thất tinh long uyên khiến cho đám võ sĩ thần thánh kia lần lượt ngã xuống, ngay khi thấy đồng bọn bị chém chết, những tên còn lại cũng cảm thấy có chút e dè. Nhưng vì chiến thắng, vì sự nghiệp vĩ đại của Tòa Thánh, bọn họ có chết cũng không hối hận. Tất cả chúng mà đều phải chết. Tần Lâm gầm lên, máu tươi trên thất tinh long uyên cũng đã đông lại cùng với gió sương và tuyết rơi. Tần Lâm vừa nhu vừa cương, đây là lần đầu tiên kiếm vô cảnh nhuốm máu, cảnh tượng hết sức sảng khoái. Kiếm vô cảnh, không có cảnh giới. Đây mới chính là thực lực của anh, vậy nên không ai biết kiếm vô cảnh mạnh đến mức nào, ngay cả Tần Lâm cũng không biết, nhưng gợn kiếm áp đảo mọi thứ, giống hệt như thiên ngoại phi tiên sao vậy? Sao thiên ngoại phi tiên, tên phim? Rodman nhìn đám võ sĩ thần thánh trước mặt tiếp tục ngã xuống, còn máu thịt lại bay ra chỗ khác. Ông ta cũng khó có thể làm gì được, chỉ đành từng bước rút lui. Cơn thịnh nộ của Tần Lâm quá mức kinh người, ông ta hoàn toàn không có sức để đánh trả, vốn tưởng rằng Tần Lâm sẽ không thể trụ được bao lâu, nhưng Rodman đã sai, ý chí của Tần Lâm hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Tiếng hét nối tiếp nhau vang lên, thanh kiếm đột nhiên rơi khỏi tay, nhanh như một cơn gió. Hai mắt Tần Lâm đỏ ngầu, là màu đỏ của máu. Nó càng dễ dàng nhận ra hơn nữa trong gió tuyết. Đừng giết tôi, Tần Lâm, tôi có thể cho cậu rất nhiều tiền, tôi là đại tế ti hoàng kim của Tòa Thánh, cậu muốn gì cũng được, đừng giết tôi, đừng,
Đối mặt với tiếng gầm thét kinh hoàng và tuyệt vọng của Rodman, sắc mặt Tần Lâm vẫn u ám không chút động tĩnh, Lauren sợ hãi đến mức bỏ chạy, đương nhiên Tần Lâm không hề cho gã có cơ hội, anh lập tức phóng kiếm, đâm xuyên qua cơ thể Lauren. Tiếng gầm thét của trận chiến không ngừng vang vọng trong núi, tiếng động làm cho núi tuyết liên tục rung chuyển, tiếng gầm rú lại một lần nữa kích động một trận tuyết lở. Tần Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, bên trên đã có từng đợt lăn tăn, chính là cảnh tượng tuyết lở. Đây là lý do tại sao không ai dám lớn tiếng trong khu vực núi băng, tuyết lở có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng con người không thể thay đổi được những điều này. Tần Tuấn rút Thất Tinh Long Uyên ra, sau đó bế xác Tạ Hồng Mai lên, lao tới thung lũng băng tách giãn ở đằng xa, đó chính là cơ hội sống duy nhất của anh. Dù có chết thì anh cũng không để xác Tạ Hồng Mai ở đây, đây là sự tôn trọng cuối cùng của Tần Lâm dành cho Tạ Hồng Mai. Nếu ngay cả thi thể của cô cũng không được bảo vệ thì đó sẽ là nỗi ân hận lớn nhất trong cuộc đời của anh. Giữa thung lũng băng tách giãn đều có vết nứt gãy, lớp tuyết dày đặc không ngừng lăn xuống, nếu không có ứ động thì nó đã trực tiếp lăn xuống chân núi, lúc đó tuyết lở mới chịu dừng lại. Tuy nhiên, các vết nứt gãy ở khe của thung lũng băng tách giãn sẽ không bị chôn vùi hoàn toàn, chỉ có dốc chắn gió ở thung lũng băng tách giãn mới bị chôn vùi, giống như trận tuyết lở trước đây. Bước chân của Tần Lâm hệt như một cơn gió, không chút lưu lại dấu vết trên nền tuyết. Nhưng tốc độ tuyết lở phía sau vẫn còn rất nhanh, khoảng cách giữa trận tuyết lở và Tần Lâm càng lúc càng gần, cả người anh như sắp chìm trong lớp tuyết dày. Tần Lâm sử dụng chút sức lực cuối cùng, dùng hết sức để giãy giụa, sau đó nhảy xuống vết nứt lớn kia, lần này may mắn nhảy trúng một con dốc thoải. Nếu không thì cơ thể tan nát của anh đã không thể trụ nổi lực cơ thể của hai người rồi. Có khi rơi xuống tan thành từng mảnh cũng nên. Rầm ầm ầm, tốc độ của trận tuyết lở gần như có thể lên tới hàng trăm nghìn cây em một giờ, không một ai có thể trốn chạy được, tiếng ù ù chói tai khiến cho Tần Lâm tái mặt, tai cũng rỉ máu. Trận tuyết lở ập đến ngay trên đỉnh đầu, nhưng may mắn thay, khe nứt lớn này lại không bị chôn vùi hoàn toàn. Tần Lâm thở hổn hển, may mà anh thoát nạn. Phải mất 3 phút sau, tiếng gầm rú như động đất mới dần biến mất. Tần Lâm biết rằng trận tuyết lở cuối cùng cũng đã kết thúc. Sau đó, Tần Lâm quay người nằm trên con dốc thoải của thung lũng băng tách giãn, có vô số hình ảnh lóe lên trước mắt anh, bao gồm bố, mẹ, Linh Linh, Tô Văn Kỳ. Anh nghĩ rằng mình thực sự sẽ chết, nhưng cuối cùng ông trời cũng không triệt đường sống của anh, lần này anh lại thực sự thoát khỏi cõi chết, và tất cả những điều này đều là công của Tạ Hồng Mai, nhưng đáng tiếc thay, cô đã ra đi mất rồi. Đợi đã! Tần Lâm đột nhiên xoay người nằm sấp trên mặt đất, nhìn qua khe hở dưới thung lũng băng tách giãn, bên kia bức tường đá có một đóa băng sơn huyết liên chói mắt. Băng sơn huyết liên là một vật vô cùng hiếm, cũng giống như thiên sơn tuyết liên, nó là một bảo vật hiếm có giữa trời và đất, hơn nữa, băng sơn huyết liên còn khó tìm hơn thiên sơn tuyết liên gấp nhiều lần. Tần Lâm đã từng nghe sư phụ kể, băng sơn huyết liên do tinh hoa của đất mẹ hình thành, cho nên ít nhất phải mất vài trăm năm mới có thể mọc ra được. Còn quý hiếm hơn cả nhân sâm rừng trăm tuổi ở rừng già Đông Bắc. Thứ nhất là vì môi trường núi băng cực hiếm, thứ hai là bởi vì trong môi trường khắc nghiệt như vậy, nếu như thứ gì giống như tinh hoa của đất mẹ vẫn có thể tồn tại thì đó có thể sinh ra băng sơn huyết liên. Tinh hoa trong băng sơn huyết liên chắc chắn là thứ thần thánh giống như xương cốt con người vậy, ngay cả sư phụ cũng chưa từng thấy qua, cũng chỉ thấy trong sách cổ, bởi vì thứ này vô cùng hiếm có. Nhưng khi Tần Lâm nhìn thấy nó ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã có thể kết luận đó chắc chắn chính là một đóa băng sơn huyết liên. Băng sơn huyết liên đúng là thực vật mang hàn tính, môi trường sinh trưởng của nó vô cùng khắc nghiệt, chưa kể thứ này còn giống như một câu chuyện thần thoại. Băng sơn huyết liên sáng ngời, tuy ở trong băng nhưng lại vô cùng chói mắt, hệt như một chấm đỏ trong ngàn hoa vậy. Một bông sen màu máu, khi Tần Lâm nhìn thấy liền cảm thấy máu tức sôi trào. Nếu lúc này có thể ăn được đóa băng sơn huyết liên này, thì có lẽ, sẽ có cơ hội cứu được Tạ Hồng Mai chứ. Nhưng điểm mấu chốt ở đây là cô chưa chết hoàn toàn. Nhìn đóa băng sơn huyết liên dưới vách núi dựng đứng, Tần Lâm cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Nhất định phải có được nó. Nhất định phải cứu sống cô ấy. Tần Lâm đè mạnh xuống ngực Tạ Hồng Mai, hình như vẫn còn sót lại chút hơi ấm, hai mắt Tần Lâm bỗng tràn đầy hưng phấn. Tạ Hồng Mai vẫn còn dấu hiệu sống, cơ thể cô vẫn có mạch đập. May mắn thay, vào thời khắc quan trọng, cô đã phong ấn máu của mình lại, nếu không thì cô đã chết vì mất quá nhiều máu. Tôi nhất định sẽ không để cô chết. Hai mắt Tần Lâm nóng rực,
ấn liên tục mấy chục cái vào huyệt đạo trên người Tạ Hồng Mai, cuối cùng Tạ Hồng Mặc cũng đã tỉnh lại. Khụ khụ. Tạ Hồng Mai khó khăn mở mắt ra, trong mắt cô hiện lên vẻ tuyệt vọng, thậm chí chỉ còn sót lại một chút hơi thở như ngàn cân treo sợi tóc. Tôi vẫn chưa chết sao, Tần Lâm. Giọng nói của Tạ Hồng Mai yếu đến mức không thể nghe được, mắt cô nặng trĩu khi nhìn Tần Lâm, hiện tại cô còn quá yếu, chỉ muốn nằm xuống và đánh một giấc thật ngon, và sau đó, có lẽ cô sẽ có thể thư giãn mãi mãi. Cố lên, tôi sẽ không để cho cô chết, tôi đã tìm thấy Tê Băng Sơn Huyết Liên, nó ở dưới bức tường băng kia, chờ tôi, không ai có thể mang cô rời khỏi tôi. Tần Lâm hết sức kiên định, nghiến răng nghiến lợi nói. Tần Lâm, tôi... Đừng nói gì nữa cả, đợi tôi. Tần Lâm trầm giọng nói, anh biết Tạ Hồng Mai có thể chịu đựng được 10 phút, vậy nên anh nhất định phải lấy được băng sơn huyết liên càng nhanh càng tốt. Trên vách núi đối diện cách Tần Lâm hơn 10 mét, hơn nữa, thung lũng băng tách giãn lại thẳng đứng từ trên xuống, gần như không có điểm rơi, vì vậy Tần Lâm phải từ từ đi xuống từng chút một thì mới có thể hái được băng sơn huyết liên. Đối với người bình thường mà nói, điều này là không thể nào. Khoảng cách hơn 10 mét giống như một con hào vậy, bởi vì vách núi bên trái và bên phải hoàn toàn không có gì để bám lấy. Tần Lâm liền nhảy xuống, một tay chuyển thành nắm đấm, trực tiếp đấm thẳng vào bức tường đá, khiến cho máu tươi trào ra. Với cơ thể bằng xương bằng thịt, trọng lực được tác động, dấu vân tay cũng được đâm sâu vào đó, không nghĩ cũng biết được cảm giác này đau đớn như thế nào. Nhưng Tần Lâm không chút do dự, ngay sau đó, tay kia cũng bắt đầu đấm vào tường đá. Tần Lâm nhíu mày, cơn đau kịch liệt lan ra toàn thân, sộc thẳng lên dây thần kinh não. 10 ngón tay đều nối liền với tim, sức mạnh tích lũy cắm vào tường đá, đây là điều duy nhất mà anh có thể làm, và cũng là cách an toàn nhất. Bởi vì vị trí của Tần Lâm không hề có gì giữ để anh hái đóa băng sơn huyết liên kia, chỉ có như vậy thì mới có thể bảo đảm an toàn cho đến khi anh hái được băng sơn huyết liên. Máu không ngừng chảy ra, lúc đó Tạ Hồng Mai cũng đang khó khăn trèo lên. Ngay khi nhìn thấy Tần Lâm đang dùng bàn tay dính máu ôm chặt lấy vách đá dưới con dốc, lúc này tim cô như bị dao cắt. Tại sao? Tại sao cậu lại ngốc đến thế? Cậu không cần tay của mình nữa à? Nước mắt Tạ Hồng Mai không ngừng rơi xuống, anh chính là một kẻ ngốc. Nhìn thấy những lỗ máu còn sót lại trên bức tường đá, trong lòng Tạ Hồng Mai lại tràn ngập cảm xúc lẫn lộn, vì cô mà Tần Lâm đã phải bỏ ra quá nhiều. Nhưng đối với Tần Lâm, sao cô lại không bỏ ra nhiều như vậy? Tình yêu là nương tựa lẫn nhau, ngay khi Tạ Hồng Mai đưa mình chặn vết chém thì trong trái tim Tần Lâm cũng đã có hình bóng của Tạ Hồng Mai rồi, không sao xóa nhòa được. Thân hình cường tráng đó chính là thứ may mắn nhất có trong cuộc đời của cô, Tạ Hồng Mai đã khóc nức nở đến mức không đành lòng nhìn vết máu mà Tần Lâm để lại trên vách đá. Thời gian trôi qua, Tần Lâm tranh thủ từng phút giây một và hết sức thận trọng, trong lòng anh giờ đây chỉ có một niềm tin duy nhất. Đó là lấy được băng sơn huyết liên và cứu Tạ Hồng Mai, anh còn chẳng thèm quan tâm đến vết thương của mình. Máu trên tay càng ngày càng nhiều, nhưng ánh mắt Tần Lâm vẫn không vui cũng không buồn, anh sớm đã không còn quan tâm đến chuyện sống chết nữa rồi, vậy thì nhiều đây có là gì đâu chứ. Tần Lâm từng bước đi tới chỗ đóa băng sơn huyết liên, cẩn thận hái nó xuống, trong mắt không khỏi che giấu vẻ vui sướng. Lúc này, chỉ cần lấy được băng sơn huyết liên thì anh sẽ có thể cứu được Tạ Hồng Mai. Trong lòng Tần Lâm tràn đầy lo lắng, bởi vì anh biết cơ thể mình không thể kiên trì quá lâu, nếu không phải có niềm tin vững chắc thì có lẽ anh đã gục ngã rồi. Trong cơn thịnh nộ, anh đã tiêu hao gần hết sinh lực trong cơ thể cũng như áp chế tinh thần, điều này khiến cho cơ thể trở nên vô cùng yếu ớt. Trong lúc tuyệt vọng, anh lại nhét máu thịt vào vách đá, cũng chỉ vì muốn hái được băng sơn huyết liên. Ngay khi Tần Lâm trèo lên từ khe băng, hai tay đã hóa thành hai bầu máu, da thịt bị xé toạc. Thậm chí còn thấy cả mảnh xương trắng toát sắc nhọn. Ngay lúc đó, Tạ Hồng Mai đã rất đau lòng, cô đau như chết đi sống lại. Khóe miệng Tần Lâm bỗng nở nụ cười nhẹ nhõm, nỗ lực của anh cuối cùng cũng không vô ích, lúc này lòng bàn tay của anh đã không còn có thể cầm được băng sơn huyết liên nữa rồi. Sao cậu lại ngốc như thế, tại sao? Đôi môi Tạ Hồng Mai khẽ chuyển động, nước mắt đọng lại thành băng nơi khóe mắt. Chỉ cần có thể cứu được cô, cho dù khó khăn mệt nhọc cách mấy thì tôi cũng không sợ. Tần Lâm cười nói. Tạ Hồng Mai nhắm chặt mắt để ngăn mình khóc, cô biết rằng cơ thể mình đã gần như kiệt sức. Nhưng Tần Lâm thì sao? Anh đã sức tàn lực kiệt từ lâu rồi, nhưng anh vẫn kiên trì đến bây giờ chỉ với một chấp niệm.
mở miệng ra. Tần Lâm nói xong, liền dùng miệng ngậm băng sơn huyết liên lên, sau đó nhai thành từng miếng rồi đưa vào đôi môi đỏ mọng của Tạ Hồng Mai. Cơ thể của Tạ Hồng Mai khẽ run lên. Khoảnh khắc đó, trái tim cô như muốn tan chảy, nụ hôn của Tần Lâm không chỉ có tình yêu, mà còn là vì cứu cô. Tần Lâm nút băng sơn huyết liên đã nhai vào miệng Tạ Hồng Mai, lúc này cả hai người đều đã mệt mỏi đến mức mở được mắt ra cũng là điều quá xa xỉ. Tuy nhiên, họ có thể cảm nhận được nhiệt độ của nhau. Khoảnh khắc đó, lòng Tần Lâm cuối cùng cũng được giải tỏa, anh tự mình nút băng sơn huyết liên vào miệng cô, coi như cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của mình. Tôi đã không phụ lòng cô, Hồng Mai. Nhưng sau khi Tạ Hồng Mai ăn được một nửa thì ngậm chặt miệng không ăn nữa, cô biết Tần Lâm cũng cần phải dùng băng sơn huyết liên này cứu mạng anh. Hai người im lặng hôn nhau. Tần Lâm biết Tạ Hồng Mai đang nghĩ gì, cho dù cố gắng thế nào cũng không thể cho cô ăn được nữa, cuối cùng anh chỉ có thể một mình ăn hết chỗ băng sơn huyết liên cuối cùng. Cơ thể Tần Lâm cuối cùng cũng từ từ ngã xuống, hai người nắm chặt nhau, tất cả đều đã kiệt sức. Đặc biệt là Tần Lâm, anh không còn chút sức lực nào nữa, anh đã tiêu hao quá nhiều sinh lực, mối nguy hiểm thập tử nhất sinh của anh cũng không kém Tạ Hồng Mai là bao. Tạ Hồng Mai cảm thấy dường như Tần Lâm đã ngất đi, cô liền nhẹ nhàng quay mặt sang một bên, khó khăn vươn lòng bàn tay ra, chậm rãi di chuyển, cuối cùng cũng đã có thể nắm chặt tay anh. Tạ Hồng Mai nhắm mắt lại, khóe miệng bỗng nở một nụ cười nhạt. Khoảnh khắc đó, cho dù sống hay chết, chỉ cần cô được ở bên Tần Lâm là đủ. Gió lạnh và tuyết rơi dày đặc, cả ngày lẫn đêm. Đêm hôm đó, cả hai người cũng chìm trong gió và tuyết. Sáng sớm hôm sau, Tần Lâm vẫn còn đang chật vật, anh cực khổ duỗi tay ra, khó khăn ngồi dậy. Mình vẫn còn sống. Tần Lâm lẩm bẩm, khóe miệng khẽ cong lên, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng cùng khao khát được sống. Ngay lúc này, anh nhìn vào bàn tay của mình, tất cả đều đã lành lại như trước. Hơn nữa, điều mà Tần Lâm không ngờ tới chính là cơ thể của mình lại còn thoải mái hơn trước, khí lực tràn đầy, cảm giác như muốn so tài với cả ông trời. Cảm giác phấn khích không thể tả, không chỉ có vết thương mà ngay cả vết kiếm khắp người trước kia cũng đã lành hẳn, da thịt đã liền hết lại. Băng sơn huyết liên này quả thật lợi hại. Tần Lâm không khỏi sửng sốt, mới vừa ăn một nửa đóa băng sơn huyết liên, bây giờ thương thế không chỉ hoàn toàn bình phục, mà còn có một cỗ sức mạnh vô song dường như đang bộc phát ra. Băng sơn huyết liên này có lẽ đã mọc ở đây hàng trăm nghìn năm, được tạo thành bởi tinh hoa của đất mẹ. Linh khí ẩn chứa bên trong là điều không thể tưởng tượng được, tinh hoa nồng đậm này đều là do bản thể tạo thành, đây mới là đóa băng sơn huyết liên tinh hoa. Tần Lâm cảm thấy cơ thể dường như tràn ngập linh lực, anh mơ hồ cảm giác được sự đột phá của kinh mạch thứ bảy, chính là nhâm mạch. Lúc này, Tần Lâm cũng không vội vàng đột phá kinh mạch, mà vội vàng kiểm tra Tạ Hồng Mai. Mặc dù đang ở dưới lớp băng tuyết, nhưng khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Hồng Mai vẫn ửng hồng. Đúng là khiến cho người ta cảm thấy ứa nước miếng, chỉ muốn nhào lên cắn một miếng. Lúc này Tạ Hồng Mai rõ là vẫn đang ngủ say, linh khí trong người cũng dị thường, năng lượng của băng sơn huyết liên sinh ra từ linh khí trời đất đúng là không thể tả được. Cũng may Tạ Hồng Mai là một cao thủ huyết mạch, nếu không thì khi ăn băng sơn huyết liên, cơ thể cô có lẽ sẽ không chịu được luồng khí dữ dội này. Tần Lâm chạm vào mạch của Tạ Hồng Mai, lúc này cô đã không còn gặp chuyện gì nghiêm trọng nữa. Điều khiến cho Tần Lâm sợ hãi nhất chính là liệu Tạ Hồng Mai có bị nổ tung và chết vì ăn băng sơn huyết liên hay không. Bởi vì trong quá trình bắt mạch, Tần Lâm không hề cảm nhận được bất kỳ vết thương nào trên cơ thể Tạ Hồng Mai, ngược lại thì linh khí của băng sơn huyết liên cứ lưu chuyển liên tục trong cơ thể cô, và thậm chí có thể làm tổn thương một số bộ phận nội tạng, vậy nên mới nói cô có thể sẽ bị nổ tung mà chết. Có vẻ như cô ấy phải được chữa trị mới được. Tần Lâm nhíu mày. Vì sẽ gây đau nên anh không thể áp chế mạnh được, mà chỉ có thể khai thông thì mới có thể giải quyết triệt để vấn đề. Giờ đây, linh khí trong cơ thể Tạ Hồng Mai đã không thể tiêu hóa hết được, linh khí bộc phát cũng không phải tiên dược để cứu người, mà còn là vũ khí giết người. Tần Lâm đầy cảm khái, việc bản thân có thể khống chế linh khí trong cơ thể cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng dù sao thực lực của cô cũng quá yếu, hoàn toàn không thể hoàn thành việc khai thông được. Tạ Hồng Mai hiện vẫn đang hôn mê, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể cô rất có khả năng sẽ bị phế, hơn nữa những linh khí này sẽ làm phát nổ cơ thể cô. Đối với cả Tạ Hồng Mai và Tần Lâm mà nói thì đây lại chính là một tin xấu không thể chấp nhận được. Lúc này Tần Lâm không thể quan tâm được nhiều như vậy,
chỉ cần có thể cứu Tạ Hồng Mai thì anh chẳng cần gì cả. Mặc dù lúc này phải cởi quần áo của Tạ Hồng Mai ra, nhưng để trị bệnh cứu người, với tư cách là một bác sĩ, Tần Lâm đương nhiên sẽ không quan tâm được nhiều như vậy. Rất khó để có thể khai thông hết được linh khí trong cơ thể Tạ Hồng Mai, điều này cần Tần Lâm phải làm từng chút một, cần đả thông từng kinh mạch trên người cô, điều này khiến cho Tần Lâm có chút khó xử. Xét cho cùng thì nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng nếu anh không làm điều này thì Tạ Hồng Mai có lẽ sẽ sóc đời. Vốn nghĩ lương y như từ mẫu, Tần Lâm liền cẩn thận cởi áo khoác cho Tạ Hồng Mai. Tần Lâm rón ra rón rén, mặc dù chỗ này không có ai khác nhưng anh vẫn phải cẩn thận, dù sao nam nữ khác biệt, hơn nữa Tần Lâm muốn dùng tay để từng chút một giúp Tạ Hồng Mai khai thông, anh có thể tưởng tượng được khó khăn cô phải trải qua. Bản thân Tạ Hồng Mai không thể tiêu hóa được chỗ linh khí kia, chỉ có thể để Tần Lâm tiêu hóa thay cô. Mặc dù đang ở dưới núi Côn Luân, giữa trời đông giá rét, nhưng linh khí trong cơ thể Tần Lâm và Tạ Hồng Mai lại quá dồi dào, cho nên bọn họ không hề sợ lạnh. Khi Tần Lâm cởi đồ cho Tạ Hồng Mai, anh cứng đờ cả người, vóc dáng của cô hoàn hảo quá, khó có thể tưởng tượng, trên người cô không có lấy một khối thịt thừa nào, đều là cơ bắp nhưng không hề mất đi vẻ gợi cảm mềm mại của phụ nữ. Cơ thể trắng như tuyết giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đỉnh do ông trời tạo ra, nó khiến người ta không thể nén được dục vọng. Cơ thể mềm mại hoàn mỹ kia khiến cho Tần Lâm cũng phải ngây ngẩn nhìn, đây chắc chắn là phong cảnh mỹ lệ nhất núi Côn Luân này. Nhưng Tần Lâm vội nhắm hai mắt, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Mình là bác sĩ, lương y như từ mẫu, đây là ranh giới cuối cùng của anh, sao có thể vì người bệnh có cơ thể đẹp mà bị mê hoặc được chứ? Không được không được, nhất định không được. Tần Lâm cẩn thận dùng tay ấn bụng dưới của Tạ Hồng Mai, trên đan điền bắt đầu khai thông linh khí đi khắp cơ thể, chỉ khi khai thông linh khí cả cơ thể cô thì cô mới có thể hoàn toàn dung hợp được, mới có thể hoàn toàn cởi bỏ được ràng buộc trong cơ thể. Tần Lâm không ngừng hít sâu, điều này sao có thể chịu được chứ? Hấp dẫn quá, mê hoặc quá. Nếu như không phải Tần Lâm liên tục áp chế dục vọng trong cơ thể thì anh đã không khống chế được mình rồi. Có lúc không thể trách được khi đàn ông phạm tội, thật sự thì đàn ông sao có thể từ chối được phụ nữ chứ? Tần Lâm vẫn cố chống lại sự mê hoặc của cơ thể Tạ Hồng Mai, bởi vì anh nhất định phải mau chóng khai thông linh khí trong cơ thể cô mới có thể bảo đảm được cô hoàn toàn lột xác. Huyệt vị, kinh mạch trên cơ thể con người vô cùng phức tạp, Tần Lâm dường như đã sờ qua khắp mọi ngõ ngách trên cơ thể cô, nhưng anh làm vậy là vì chữa bệnh chứ không có ý đồ bất chính gì, nếu có gì bất chắc, bao nhiêu công sức sẽ đổ sông đổ bể. Trong một tiếng đồng hồ, Tần Lâm rơi vào trạng thái vô cùng sốt ruột, mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng khai thông toàn bộ linh khí trong cơ thể Tạ Hồng Mai rồi, như vậy thực lực của Tạ Hồng Mai cũng mạnh lên theo. Dưới sự khai thông của Tần Lâm, vô hình chung đã khiến cho Tạ Hồng Mai đã thông được ba kinh mạch, hơn nữa cộng thêm mạch trước kia, giờ đây cô đã là cao thủ tứ mạch. Ngay cả Tần Lâm cũng không khỏi cảm thán, băng sơn huyết liên này kinh khủng quá, không ngờ nó có uy lực đến thế. Tạ Hồng Mai chỉ ăn một nửa thôi mà có được sức mạnh đến vậy. Đương nhiên toàn bộ đều nhờ công Tần Lâm, nếu như không vì anh, bây giờ cơ thể Tạ Hồng Mai đã bị xé nát rồi. Tần Lâm đầu đầy mồ hôi, cẩn thận mặc lại quần áo cho cô, sau đó ngồi sụp xuống đất. Tạ Hồng Mai đột phá rồi, nhưng anh còn chưa đột phá, bây giờ đã đến lúc anh phải đả thông kinh mạch số 7 rồi, chỉ có trở thành cao thủ thất mạch thực sự, thực lực của anh mới đi lên một tầm cao mới. Tần Lâm không có mong muốn gì khác, ánh mắt vô cùng nghiêm túc, băng sơn huyết liên mạnh mẽ như vậy, mình nhất định sẽ đột phá thành công nhâm mạch. Lần này đúng là trong họa có phúc mà. Khóe miệng Tần Lâm khẽ nhếch lên, ánh mắt nóng bỏng, lại tiếp tục vận chuyển linh khí trong cơ thể, bây giờ vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi gió đông thôi. Mạch thứ 7, chính là lúc này, đột phá cho ta. Ánh mắt của Tần Lâm bùng lửa, bắt đầu toàn lực thúc đẩy khí hải đan điền. Khiến cho linh khí trong cơ thể không ngừng đánh vào mạch thứ 7 nhâm mạch, chỉ cần mạch thứ 7 được đả thông, thực lực của anh sẽ lên một tầm cao mới. Tần Lâm bây giờ đã đạt lục mạch, mà sức mạnh thực sự của anh dường như đã đạt đến đỉnh cao của bảng hổ, thậm chí đã chạm đến cuối bảng rồng, anh có thể đoán được điều này khi đối đầu với Thiệt Kiếm Dị. Mặc dù Tần Lâm biết mình mạnh hơn Thiệt Kiếm Dị 3 phần, nhưng cao thủ bảng rồng mạnh cỡ nào chứ, cho nên Tần Lâm không dám tùy tiện đối mặt. Dẫu sao Long Phù Đồ đứng đầu bảng rồng cũng không phải là người mà anh có thể đánh lại. Lần này, sau khi trải qua nhiều cuộc đại chiến như vậy, thực lực của Tần Lâm cũng tiến bộ hơn nhiều,
hơn nữa còn ăn được nửa đóa băng sơn huyết liên, như vậy có thể thấy thực lực của anh nhất định sẽ nhanh chóng tăng lên, đột phá đến mạch thứ 7 cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Sau khi lo cho Tạ Hồng Mai xong, Tần Lâm bắt đầu chuẩn bị đột phá nhâm mạch. Đối với anh mà nói, chỉ cần đột phá nhâm mạch, thực lực của anh nhất định sẽ lên một tầm cao mới, đến lúc đó anh sẽ càng tự tin hơn. Tần Lâm cẩn thận vô cùng, bởi vì mỗi lần đột phá kinh mạch đều rất quan trọng, càng đừng nói đến nhâm mạch và đốc mạch cuối cùng, hai kinh mạch này được gọi là long thích mạch, một khi đột phá xong hai kinh mạch này, thực lực cuối cùng sẽ được đột phá, anh sẽ như được lột xác, cao thủ thất mạch và cao thủ bát mạch đều là điều trước nay Tần Lâm không dám tưởng tượng. Lúc trước, anh từng nghe sư phụ kể, một khi đột phá trở thành cao thủ lục mạch thì sẽ vượt khỏi khái niệm người phàm, nên lúc này anh càng hưng phấn. Điều duy nhất khiến anh thất vọng đó là sư phụ không thể thấy được anh tiến bộ nhiều như vậy. Sư phụ, người ở đâu rồi, chẳng nhẽ người thật sự qua đời rồi sao? Tần Lâm lầm bầm nói, tâm nguyện lớn nhất của anh đó là có thể cùng so tài với sư phụ, không biết thực lực hiện nay của sư phụ đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Có điều, thứ bây giờ anh phải làm đó là mau chóng đột phá. Mạch thứ 7 vô cùng quan trọng, cao thủ thất mạch có khoảng cách rất lớn so với cao thủ lục mạch. Anh đoán Long Phù Đồ hạng một bảng rồng cũng đã đột phá thất mạch, hơn nữa còn thể đã đạt đến cao thủ bát mạch. Mặc dù không chắc chắn nhưng Tần Lâm hiểu rõ, ông ấy không thể nào là cao thủ lục mạch, nếu không anh sẽ không cảm thấy áp lực đến thế. Bắt đầu đi, mạch thứ 7, tôi đến đây. Tần Lâm khẽ gầm một tiếng, vận chuyển khí hải đan điền, nhanh chóng xông vào kinh mạch, từng lần liên tiếp, máu trong cơ thể anh càng ngày càng chảy nhanh, kinh mạch thay đổi ngày càng lớn, nhâm mạch và đốc mạch vốn ngăn cản. Cho nên anh nhất định phải xông phá mạch thứ 7 trong thời khắc mấu chốt, như vậy máu trong cơ thể mới được lưu thông, bao gồm cả chân khí lưu thông, thế mới có thể dễ dàng đột phá, không gặp trở ngại, đó chính là chỗ tốt nhất của mạch thứ 7. Nếu như có thể lưu thông không bị hạn chế khí chân nguyên trong cơ thể, khí hải đan điền có thể cung cấp nhiều khí chân nguyên hơn, khiến sức mạnh, tốc độ, tính nhịp nhàng của cơ thể sẽ nhanh mạnh hơn, bao gồm cả khi chiến đấu. Thực lực sẽ lên một tầm cao mới, cho nên mỗi lần đột phá kinh mạch thì đều có sự thay đổi rất lớn. Trải qua hơn một giờ tranh đấu vùng vẫy, Tần Lâm rốt cuộc cũng cảm thấy mạch thứ 7 có dấu hiệu giãn ra, lúc này nhất định phải đẩy mạnh, chỉ như vậy mới đảm bảo mình nhanh chóng đột phá. Thời gian từng giây trôi qua, thực lực của Tần Lâm ngày càng mạnh, nhâm mạch trong cơ thể đột phá, hơn nữa còn không ngừng mở rộng, lúc này, Tần Lâm cảm thấy kinh mạch càng ngày càng thông thuận hơn, cũng càng ngày càng thoải mái hơn. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, anh có thể rõ ràng cảm giác được thế giới trước mắt mình ngày càng sáng rõ hơn. Cuối cùng cũng đột phá, tôi cuối cùng cũng đột phá rồi, ha ha ha. Tần Lâm cười lớn, ánh mắt nóng bỏng, nhưng lúc này anh phát hiện ra Tạ Hồng Mai đột nhiên tát lên mặt anh. Bốp, cô.sao cô lại đánh tôi. Tần Lâm nhíu mày, khuôn mặt tươi cười lúc nãy cũng không còn. Đánh chết cái đồ dâu xồm nhà cậu, Tần Lâm. Tôi không ngờ cậu lại là loại tiểu nhân như vậy. Vành mắt cô đong đầy nước mắt, cô mím chặt đôi môi đỏ mọng, nói nhỏ, trong ánh mắt vô cùng phức tạp. Cho dù cô có ngu hơn nữa cũng biết quần áo trên người mình bị cởi hết, đây đâu phải thứ cô mặc ban đầu. Tần Lâm cười gượng nói. Cô hiểu lầm rồi. Tạ Hồng Mai vô cùng buồn bã. Chẳng nhẽ cậu dám làm không dám chịu à? Sao cậu dám nhân lúc tôi hôn mê bất tỉnh để sàm sỡ tôi? Tôi sớm muộn cũng là người của cậu, tại sao cậu lại làm như vậy, cậu bắt tôi phải cảm thấy mình bẩn thỉu sao? Tần Lâm tủi thân nói. Chị à, em đâu có làm gì với chị đâu, mặc dù em cởi quần áo của chị nhưng cũng chỉ để giúp chị thôi, linh khí trong cơ thể chị nồng đậm quá, chị không tiêu hóa hết được, em giúp chị lưu thông kinh lạc nên mới phải cởi quần áo của chị, em bị oan mà. Chị nhìn thực lực bây giờ của chị đi, chị đã là cao thủ tứ mạch rồi đó. Chị bây giờ chắc nằm trong cao thủ bảng hổ rồi. Cái gì? Sắc mặt Tạ Hồng Mai thay đổi, cô hít sâu một hơi lạnh, mình đã bước lên bảng hổ rồi sao? Sao có thể chứ? Có điều khi cô nhìn vào khí hải đan điền, cả người liền sững sờ, sắc mặt vô cùng kích động, thậm chí khó có thể tin nổi. Sao có thể chứ? Cô đột phá thật sự rồi, cô đã đả thông bốn kinh mạch, bây giờ cô thực sự là cao thủ tứ mạch rồi. Đúng là không tin nổi mà. Nhớ đến lúc trước mình đã ăn băng sơn huyết liên, Tạ Hồng Mai liền biết những gì Tần Lâm nói đều là thật, nếu như Tần Lâm không giúp cô lưu thông kinh mạch thì chắc cơ thể cô đã nổ tung mà chết rồi, chứ không còn sống được đến bây giờ.
Có vẻ như, cô thật sự trách nhầm Tần đại sư rồi. Tạ Hồng Mai cúi đầu nói, mặt đỏ ửng lên. Xin lỗi, Tần Lâm, đều là lỗi của tôi sốc nổi quá. Mặc dù mình đã trách nhầm Tần Lâm nhưng anh đã nhìn thấy hết cơ thể của cô rồi, sau này sao cô có thể gặp người khác chứ? Tần Lâm cười nói. Không sao, cô đừng ra tay với tôi là được, bây giờ cô là cao thủ tứ mạch, cho dù là cao thủ bảng hổ cũng chưa chắc có thực lực như cô. Từ nay về sau, em sẽ là người của anh, Tiểu Lâm. Khuôn mặt đẹp của Tạ Hồng Mai đỏ ửng lên, cô mím chặt môi nói, dáng vẻ xấu hổ trông như thiếu nữ đang đắm chìm trong tình yêu. Hả? Tần Lâm sững sờ, mình nhìn thấy hết cả người của người ta rồi, lúc này anh đúng là phải thể hiện thái độ, nếu không sẽ thành loại vô trách nhiệm mất. Anh hiểu rồi, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Tần Lâm lắc đầu, Tạ Hồng Mai đúng là mỹ nhân tuyệt thế hiếm có khó tìm, so với Linh Linh thì đẹp hơn mấy phần, bởi vì cô ấy kiên cường hơn, khí khái hơn, anh hùng hiên ngang hơn, đây là điều mà những người phụ nữ khác không có, người phụ nữ như vậy nếu như bạn không có thực lực, bạn sẽ không bao giờ nắm được trái tim cô ấy. Nhưng Tạ Hồng Mai cứ muốn ở bên anh, điều này anh hiểu rõ, nếu không cô sẽ không chặn một đao vì anh. Tạ Hồng Mai hơi thất vọng. Nếu anh cảm thấy khó xử thì em sẽ không làm phiền anh nữa. Không, em yên tâm, anh nhất định sẽ không để em thất vọng đâu, Hồng Mai. Tần Lâm nói, lúc này Tạ Hồng Mai mới mỉm cười. Anh yên tâm, Tiểu Lâm, em sẽ không làm phiền anh đâu, em biết người mạnh như anh sẽ không chỉ có một người phụ nữ, em chỉ hy vọng trong tim anh có một vị trí cho em là được rồi. Lời Tạ Hồng Mai khiến Tần Lâm vô cùng cảm động, người phụ nữ này đúng là cực phẩm mà. Lúc đó Tần Lâm ôm Tạ Hồng Mai vào lòng, trái tim hai người dính chặt lấy nhau. Tần Lâm lẩm bẩm nói. Không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên về nhà rồi, đã lấy được vật tổ tận thế rồi, chúng ta nên về nhà phục mệnh thôi. Dưới đáy đại dương, Atlantis, sắc mặt Stellar âm trầm, vô cùng tức giận. Sau lưng ông ta, sắc mặt Laliza và Nicholas James đều vô cùng khó coi, không dám nói gì. Thất bại lần này đã đả kích quá lớn cho họ, đặc biệt là Stellar, nổi giận đùng đùng, khiến cho Laliza và Nicholas James không dám nói gì, họ sợ đế vương của Atlantis nổi giận. Ba người về đến cung điện của Atlantis, lúc này, trên đại điện có mấy chục vệ binh đang gác cổng, không ít quý tộc của Atlantis đều ở trong đại điện, sắc mặt vô cùng khó coi. Cũng không biết lần này vua của chúng ta có mang được vật tổ tận thế về không? Đúng vậy. Vua của chúng ta là người mạnh nhất chỉ đứng sau nữ hoàng của Atlantis, có ông ấy nhất định sẽ thành công, công chúa Điện Hạ và dũng sĩ Nicholas James nhất định sẽ nhận được sự rèn luyện và khích lệ. Đúng vậy, lâu như vậy rồi, chắc họ cũng sắp về đến rồi, quang vinh của Atlantis chúng ta, không biết đến lúc nào mới có thể chiếu trên mặt đất. Chắc không còn lâu nữa đâu, vận mệnh của Atlantis có liên quan mật thiết đến nền văn minh Maya. Chúng ta chỉ cần tìm được chiếc chìa khóa để Atlantis có thể vực dậy nên văn minh là có thể lại chiếm được lục địa. Chúng ta là chúa tể của nền văn minh thật sự, không có ai có thể thần phục được Atlantis chúng ta. Đa số quý tộc của Atlantis đều mặt mày nghiêm túc, khí thế sục sôi, chờ đợi vua của họ Khải Hoàn trở về. Về rồi à? Ophina lầm bầm nói, lúc này Stellar đưa theo Laliza và Nicholas James xuất hiện trong đại điện, tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Stellar nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng vô cùng tức giận không cam lòng. Xin lỗi nữ hoàng bệ hạ, Stellar vô năng không thể mang về vật tổ tận thế vốn thuộc về chúng ta, xin nữ hoàng trách phạt. Ophina nhíu mày, ngay cả Stellar tự mình ra tay mà không lấy được vật tổ tận thế, có vẻ như lần này cao thủ nhiều vô cùng. Nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Quý tộc trên đại điện của Atlantis đều không khỏi lắc đầu. Hai, thất bại rồi. Không ngờ thất bại rồi. Đúng vậy, ngay cả vua của chúng ta cũng thất bại, chẳng nhẽ vận mệnh của Atlantis không thể đi đến cuối sao? Không thể nào, chúng ta là nền văn minh tân tiến nhất hành tinh, nền văn minh của chúng ta còn tiếp tục, không ai có thể ngăn cản chúng ta, chẳng qua chỉ là vật tổ tận thể mà thôi, kẻ nào dám ngăn cản chúng ta? Chúng ta phải giữ vững lòng tin, Atlantis sẽ có ngày trở thành kẻ thống trị của trái đất. Tất cả mọi người dù buồn bực nhưng trong lòng vẫn hừng hực ý chí, bọn họ tràn đầy hy vọng về tương lai. Lần này, mọi người khổ cực rồi, không lấy được thì thôi, muốn lấy được vật tổ tận thế cũng không phải chuyện dễ dàng, có vẻ như lần này kẻ mạnh rất nhiều.
Orfina lạnh lùng nói, dường như không có ý định trách Stellar và mọi người, nhưng trong lòng vẫn không giấu nổi sự thất vọng. Laliza nghiến răng nói, mẹ, lần này cao thủ hạng một bảng rồng của Hoa Hạ ra tay nên chúng con mới thất bại, nếu không chúng ta đã nắm được vật tổ tận thế trong tay rồi. Orfina lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Câm miệng, ở đây không đến lượt con nói chuyện, loại vô tích sự, còn muốn ngụy biện hả? Ta chỉ quan tâm kết quả, con khiến ta thất vọng quá. Nicolas James nói nhỏ. Xin lỗi, nữ hoàng điện hạ, lần này là tại thần, thần. Đúng vậy, là lỗi tại ngươi, đi diện bích sao ở bờ bên cạnh nửa tháng đi. Sao diện bích, tiếng nhà Phật, chỉ sự thiền định. Tương truyền, thầy Tu Đạt Ma ngồi xoay mặt vào vách tường thiếu lâm tự suốt 9 năm. Orfina trầm giọng nói, không đợi Nicolas James nói xong, anh ta cúi đầu, thất vọng gật gật, chỉ cần nữ hoàng điện hạ không trách phạt Laliza là được. Mắt Orfina hơi nheo lại. Thất bại thì thất bại, chúng ta đã có tin tức của vật tổ tận thế khác rồi. Tạ Hồng Mai nói nhỏ, mặt đỏ lên, vừa hưng phấn vừa xấu hổ. Chuyện của chúng ta, em muốn nói cho ông nội một tiếng. Được, vậy anh sẽ đi cùng em một chuyến. Tần Lâm cười nói, dù sao bây giờ ở Hoa Hạ cũng không còn điều gì phải lo lắng nữa, đã lấy được vật tổ tận thế rồi, sớm một chút muộn một chút cũng không sao. Dù sao hai người đã ở bên nhau, điều này với Tạ Hồng Mai mà nói là một chuyện vô cùng vui vẻ, nhiều năm như vậy, cả nhà họ Tạ đều quan tâm chuyện hôn nhân của cô, lần này hai người đã danh chính ngôn thuận ở bên nhau, cũng nên đến nhà họ Tạ một chuyến, lúc trước chỉ làm cho có, nhưng bây giờ thì là thật. Trong ánh mắt của Tạ Hồng Mai ánh lên vẻ xấu hổ của con gái, đối với cô ấy, Tần Lâm là chân mệnh thiên tử trong sinh mệnh của cô ấy, hai người được ở bên nhau thì đã là của trời ban rồi. Khi Tạ Hồng Mai trở lại, cô phát hiện trong đại sảnh của nhà họ Tạ tràn đầy tiếng cười vui vẻ. Nhưng khi cô thấy bóng lưng người kia, sắc mặt của cô lập tức đen xì. 10 năm, suốt 10 năm. Cô không ngờ mình lại thấy được một khuôn mặt quen thuộc ấy. Trong lòng cô lạnh như băng, giống như rơi vào hầm băng vậy. Bộ quần áo trắng, trường sam như tuyết, bóng dáng kia nhiều năm trước đã từng in đậm trong tâm trí cô. Nhiều năm nay, cô không đi tìm kiếm tình yêu của đời mình cũng chỉ vì người kia. Nhưng bây giờ, 10 năm không rõ sống chết, không nghĩ đến, nhưng vẫn khó quên. Tạ Hồng Mai không ngờ anh ta quay lại rồi, trái tim của cô lại lần nữa rung động. Không phải là yêu, mà là hận, hận đến khắc ghi trong xương cốt. Yêu một người, càng yêu nhiều càng hận nhiều. Không ai có thể biết giờ phút này cảm giác trong lòng cô như thế nào, cho dù là Tần Lâm cũng không khỏi nhíu mày. Cho dù có ngu cũng có thể biết được lúc này, tâm tình của Tạ Hồng Mai có biến hóa lớn, người đàn ông mặc đồ trắng kia chắc hẳn có ảnh hưởng rất lớn đến cô. Có lẽ Tạ Hồng Mai cũng chẳng có ý gì, nhưng lúc này, lòng cô đã bán đứng cô, Tần Lâm biết, mình không nên nhiều lời, dù sao cũng là chuyện của cô ấy. Nên lựa chọn thế nào là phải dựa vào cô ấy. Tần Lâm biết người đàn ông này không đơn giản. Dù là đối với nhà họ Tạ hay là với Tạ Hồng Mai. Anh ta mặc bộ áo dài trắng, ánh mắt lạnh lẽo. Khi đối mặt với Tần Lâm, loại cảm giác áp bức kinh khủng của đối phương khiến Tần Lâm cảm thấy bị chèn ép, thực lực của anh ta rất mạnh, hơn nữa còn rất thù địch Tần Lâm, loại thù địch này thậm chí còn mang theo sát ý. Anh không thích người này. Có điều anh khá hiếu kỳ mối quan hệ của anh ta với Tạ Hồng Mai. Tần Lâm cười nói. Nếu không tiện, anh đi trước nhé. Không có gì. Tạ Hồng Mai nhìn Tần Lâm. Nồng nàn sâu sắc, Tần Lâm có thể cảm nhận được tình yêu cháy bỏng trong lòng cô, chỉ có điều khi người này xuất hiện, hai người dường như phải suy nghĩ. Anh ở đây em mới yên tâm. Tạ Hồng Mai dịu dàng ôm lấy bờ vai Tần Lâm. Ngay lúc đó, trong mắt người đàn ông mặc áo dài trắng đầy lửa giận, xông thẳng lên trời, anh chỉ muốn xé xác Tần Lâm ra. Tần Lâm cảm giác được lưng mình tê dại, người kia chỉ muốn giết mình. Tần Lâm nắm tay Tạ Hồng Mai, đi vào trong đại sảnh. Người đàn ông mặc áo dài trắng lạnh lùng, bởi vì quan hệ giữa cả hai khiến anh ta nhức mắt, chuyện này không cần nói cũng biết, Tần Lâm biết rằng, chắc mình gặp phải đối thủ rồi. Tần Lâm nhìn người đàn ông mặc áo dài trắng, còn người đàn ông mặc áo dài trắng kia lại nhìn cô, ánh mắt hai người nhìn nhau vô cùng phức tạp. Hắn là ai? Người đàn ông mặc áo dài trắng nhìn Tần Lâm. Giọng anh ta như tiếng chuông đồng, chất vấn cô như đế vương vậy, tư thái vô cùng cao ngạo. Với anh ta mà nói,
cho dù Tần Lâm là ai thì cũng phải cút khỏi nơi này, bởi vì Tạ Hồng Mai chỉ có thể là người của anh ta. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người dám đứng bên Tạ Hồng Mai. Đối với Bạch Thiếu Đình mà nói, Tạ Hồng Mai thuộc về anh ta, là món đồ của riêng anh ta, không ai được phép động vào cô, đây là ranh giới cuối cùng của anh ta. Tạ Hồng Mai cười khẩy nhìn Bạch Thiếu Đình, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, bởi vì người đàn ông này không còn là cậu thanh niên áo trắng năm xưa cô yêu nữa. Có những người một khi bỏ qua sẽ không gặp lại nữa. Điều này Tạ Hồng Mai hiểu rõ hơn bất kỳ ai, nhiều năm nay cô sống thế nào, đau khổ thế nào, không ai biết, một mình cô chịu đựng tất cả. Từ thời thiếu niên cho đến nay đã gần 30, cô đã mất đi thời gian tươi đẹp nhất của một người con gái, nhưng cậu thanh niên áo trắng năm xưa từng thế thốt lại không hề xuất hiện trong cuộc sống của cô. Tạ Hồng Mai là người hiểu rõ nhất, cậu thanh niên năm đó sẽ không quay trở lại nữa, sự tươi đẹp của năm đó cũng sẽ không còn xuất hiện nữa. Quãng thời gian năm đó thoáng qua như mây, chỉ là những kỷ niệm đẹp mà cô mong ước nhưng mãi mãi không có được. Cho dù đã mất đi thì vẫn nên quý trọng những thứ ở trước mắt, 10 năm, Tạ Hồng Mai cuối cùng đã thoát khỏi bóng dáng của thiếu niên áo trắng kia, mà anh ta cũng không còn là thanh mai trúc mã, là giấc mơ năm xưa của cô nữa. Tạ Hồng Mai lạnh lùng nói, anh ấy là ai không quan trọng, quan trọng là anh ấy là bạn trai của tôi. 10 năm gặp lại, cô không bình tĩnh được như ai kia, nếu đã vĩnh biệt thì tốt nhất không nên gặp nhau. Tiếc rằng, anh ta cứ xông vào cuộc sống của cô. Đối với Tạ Hồng Mai mà nói, đây vừa là vô tình, vừa là tàn nhẫn, khiến người khác vô cùng khó chịu. Nhưng may mà cô không còn là cô thiếu nữ năm xưa nữa. Bạch Thiếu Đình nhíu mày, lạnh lùng nói, khi nhìn Tần Lâm, trong ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, lạnh lùng, gian ác. Hắn không xứng với em. Cậu thanh niên này không hề xứng ở bên Tạ Hồng Mai, càng không xứng làm bạn trai cô. Cô giỏi giang như nào, Bạch Thiếu Đình hiểu rất rõ, cậu thanh niên này là cái thá gì mà xứng ở bên cô chứ. Vậy nên trong mắt anh ta, Tần Lâm là người không nên xuất hiện, sự xuất hiện của anh trở thành cái gai trong mắt anh ta. Xứng hay không xứng không phải thứ anh có thể quyết, chỉ cần tôi thích là được. Ánh mắt Tạ Hồng Mai lạnh lùng, cô cười khẩy mà nói. Trong nụ cười chẳng còn tí gì tình cảm. Hồng Mai, con đừng tùy hứng như vậy, con có biết Bạch Thiếu gia vì chờ con mà đã ở nhà họ Tạ chúng ta 3 ngày 3 đêm không? 3 ngày 3 đêm nay cậu ấy không thiết ăn thiết uống, vẫn luôn chờ con trở về. Tại sao sau khi con trở về thì lại đối xử với cậu ấy như vậy, con làm vậy sẽ khiến người ta bị tổn thương lắm đấy. Tạ Giang Hoài trầm giọng nói, ông ta chứng kiến Bạch Thiếu Đình lớn lên, năm xưa từng là thanh mai trúc mã với Tạ Hồng Mai. Chỉ có điều những năm nay xuất hiện vấn đề nên hai người mỗi người một ngã, nhưng đối với nhà họ Tạ mà nói, đây là chuyện quan trọng nhất. Tạ Trường Hà cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, Hồng Mai, cháu không biết Bạch Thiếu gia vì đợi cháu mà quầng mắt thâm xì, nhiều năm như vậy, chẳng nhẽ cháu thực sự vô tình vô nghĩa đến thế. Cháu xem Bạch Thiếu gia đâu kém gì Tần Lâm đâu. Ông thừa nhận, Tần Lâm không tồi, nhưng cậu ấy trẻ quá, cháu đi theo con tim mình. Tìm một người đàn ông nhỏ hơn mình là vì sao? Chẳng nhẽ không vì để quên chuyện năm đó đi? Bây giờ Bạch Thiếu gia trở lại, hai đứa có thể lại ở bên nhau mà. Không thể nào. Tạ Hồng Mai uất ức quát, khiến cho mọi người như ngừng thở. Lời nói của Tạ Hồng Mai chắc như đinh đóng cột, có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn đối với bất kỳ ai. Lúc này, đám người nhà họ Tạ hoàn toàn không dám trở mặt với cô. Dù sao thì Bạch Thiếu gia người ta cũng đang ở đây. Đó là đại thiếu gia thực thụ, là nhân vật số 1 số 2 thủ đô, quan trọng hơn là hai người có quan hệ thân thiết nhiều năm, là thanh mai trúc mã, đến bây giờ đã 10 năm. Đây mới là mục tiêu liên hôn với Bạch Thiếu Đình của nhà họ Tạ. Thực lực của Bạch Thiếu Đình không phải là thứ Tần Lâm có thể so sánh được, cho dù là cao thủ bảng hổ cũng không mạnh bằng anh ta. Nhà họ Bạch cũng được coi là gia tộc hàng đầu trong thập đại gia tộc thủ đô, hơn nữa, Bạch Thiếu Đình còn là một nhân vật cực kỳ khủng bố. Thế nên đám người nhà họ Tạ mới không dám hé răng. Dù về lý hay về tình thì Bạch Thiếu Đình chắc chắn vẫn là người đàn ông phù hợp với Tạ Hồng Mai nhất. Hỗn láo! Tạ Trường Hà trầm giọng nói, sắc mặt tối sầm lại. Tạ Hồng Mai, cháu đừng quên, hiện giờ cháu đang ở đâu, đây là nhà họ Tạ, ông là ông cháu mà cháu lại dám nói năng như vậy với người lớn à, lẽ nào cháu không có chút phép tắc tôn ti trật tự nào sao? Cháu có biết Bạch Thiếu gia luôn đợi cháu không? Cháu vừa vào cửa đã tỏ ra tức tối,
cháu tưởng tất cả mọi người đều phải chiều theo cháu hả? Bạch thiếu gia là khách quý của nhà chúng ta, lẽ nào cháu không còn nhớ năm đó vì sao mọi người lại đến đây à? Bạch thiếu gia luôn một lòng một dạ với cháu, người nhà họ Tạ chúng ta đều nhìn thấy rõ ràng, vì sao cháu không thể nói chuyện tử tế với Bạch thiếu gia được chứ? Tạ Trường Hà mặc dù tức giận, nhưng vẫn nói một cách đầy ẩn ý, dù sao hiện giờ Tạ Hồng Mai cũng là một miếng bánh thơm ngon. Dù Tần Lâm quả thật rất lợi hại, ngay cả cao thủ bảng hổ cũng giúp đỡ anh, nhưng điều đó không có nghĩa là Tần Lâm sẽ có thể trở thành bệ đỡ giúp nhà họ Tạ phát triển. Nhưng Bạch thiếu gia thì khác, người nhà họ Tạ đã theo dõi hết quá trình trưởng thành của anh ta cũng là thanh mai trúc mã của Tạ Hồng Mai, đây là điều mà không ai có được. Hơn nữa năm đó tình cảm giữa hai đứa cũng rất tốt, không quá khi nói cả hai dính với nhau như Sam, nếu không phải vì nhiều lý do thì hiện giờ Bạch Thiếu Đình đã là con rể nhà bọn họ rồi. Thậm chí, 10 năm nay, nhà họ Tạ đã không thể theo kịp tiến độ phát triển của nhà họ Bạch, nhà họ Tạ có thể phất lên nhờ sự giúp sức của nhà họ Bạch. Chính vì hai người chưa lấy nhau, mà nhà họ Tạ ngày càng lụi tàn qua các thế hệ, bọn họ đã sớm mất tư cách cạnh tranh trong thập đại gia tộc rồi. Cho nên nhà họ Tạ mới lâm vào tình cảnh như ngày nay. Tạ Trường Hà vô cùng bất mãn với Tạ Hồng Mai, nếu năm đó cô gả vào nhà họ Bạch làm thiếu phu nhân thì kết cục đã khác rồi. Bất kể vì lý do gì, hiện giờ Bạch thiếu gia đã quay trở lại rồi, bọn họ càng không thể bỏ qua cơ hội tốt này, Tần Lâm với Tưởng Vân Đài cái gì chứ, đều là cặn bã hết, chỉ có Bạch thiếu gia mới là con rể bọn họ vừa ý nhất, chắc chắn cũng là chân mệnh thiên tử của Tạ Hồng Mai. Nhà họ Tạ cho rằng, Tạ Hồng Mai chắc chắn là do bản thân không được như ý nên mới tùy tiện tìm Tần Lâm để phá hoại bọn họ, cũng như phá hủy nửa đời còn lại của bản thân. Nếu không, với điều kiện của Tạ Hồng Mai, thì cả hoa hạ này, người đàn ông có thể xứng với cô chỉ đếm trên đầu ngón tay, và Bạch Thiếu Đình chính là lựa chọn tốt nhất. Việc của cháu do cháu tự quyết định, không cần người khác chỉ tay năm ngón trước mặt cháu. Ban đầu mọi người muốn cháu đi lấy lòng hết người này đến người khác theo ý mọi người. Cháu không chịu nên mới bị nhà họ Tạ cô lập, hiện giờ cháu không còn là đứa con mà mọi người có thể kiềm chế nữa. Cháu về đây chỉ để nói với mọi người chuyện giữa cháu và Tần Lâm đã quyết rồi, không ai có thể thay đổi ý định của cháu được đâu. Tạ Hồng Mai lạnh lùng nói, những lời này là nói cho người nhà họ Tạ nghe, và dĩ nhiên, cũng là cho Bạch Thiếu Đình nghe, lần này anh ta đến đây chắc chắn phải tay không trở về rồi. Hồng Mai, lẽ nào em nỡ lòng vứt bỏ 10 năm tình cảm của chúng ta à? Ánh mắt Bạch Thiếu Đình đầy tình ý phức tạp. Con hồ đồ à, Hồng Mai, người khác không biết, chẳng lẽ bố lại không biết tính tình của con sao? Con chính là cái kiểu một khi tức giận thì cứng đầu không chịu được, con chỉ vì Bạch Thiếu gia 10 năm nay không trở lại thôi mà, không phải sao? Lẽ nào con không thể thông cảm cho đàn ông một chút à? Chẳng lẽ con lại cố chấp, ích kỷ như vậy à? Tạ Giang Hoài tỏ vẻ tức giận nói. Chí đàn ông tốt ở bốn phương. Chẳng lẽ con hy vọng người đàn ông của mình chỉ là một tên vô dụng ở lì trong nhà không làm nên việc gì à? 10 năm này, Bạch Thiếu gia sớm đã không còn là đại thiếu gia năm xưa nữa, cậu ấy đã thoát khỏi hào quang gia tộc, cậu ấy hiện giờ đã mạnh mẽ như nào con có biết không? Mà tất cả những thứ này đều là vì con đó, đứa con gái ngốc nghếch này, chẳng lẽ con không nên suy nghĩ một chút cho nỗi lòng của Bạch Thiếu gia sao? Phụ nữ nên ngoan ngoãn ở nhà chăm chồng dạy con. Còn con thì sao? 10 năm nay suốt ngày ở bên ngoài, chống đối lời dạy của gia tộc, con muốn gia tộc chúng ta phải làm sao mới được đây? Tạ Giang Hoài nói với dáng vẻ vô cùng khổ tâm, không ngừng lắc đầu nói thay cho Bạch Thiếu Đình. Năm xưa bọn con tâm đầu ý hợp, là thanh mai trúc mã, khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ, con có tình cảm sâu đậm với Bạch Thiếu gia cũng luôn thương nhớ con, lẽ nào như thế vẫn chưa đủ sao? Lẽ nào tình yêu của hai đứa không qua nổi thử thách 10 năm à? Con có biết Bạch Thiếu gia đã sống thế nào trong 10 năm nay không? Lúc nào cũng nhớ đến con. Ba hôm nay cậu ấy ở nhà chúng ta cơm không muốn ăn, nước không thèm uống, chỉ đợi con, muốn là gặp con ngay khi con trở về. Một người đàn ông si tình như vậy, mà con nỡ lòng nào cắt đứt với cậu ấy. Người làm bố đây cũng không thể nhìn nổi. Tạ Giang Hoài nghiêm túc nói thay cho Bạch Thiếu Đình. Lúc này không chỉ không nói giúp con gái mình, mà ngược lại còn trở thành người của Bạch Thiếu Đình, từng câu từng chữ đều là khen ngợi Bạch Thiếu Đình và chê trách con gái mình, khiến cho Tần Lâm cũng cảm thấy rất khó hiểu, trên đời này sao lại có người bố như vậy chứ? Bố nói những lời này không thấy xấu hổ à?
Nếu nhà họ Tạ có một người đàn ông có thể đứng ra gánh vác gia tộc thì sao con phải một thân một mình xông pha trên chiến trường chứ? Nếu các người có thể giữ yên ổn cho nhà họ Tạ thì sao con còn phải phơi mặt ra ngoài? Các người kém cỏi, con cháu đông đúc nhưng không có một ai đủ tài giỏi, thế nên con mới phải đứng ra gánh vác nhà họ Tạ. Hiện giờ các người lại hỏi con vì sao lại xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, Tạ Giang Hoài, bố không biết xấu hổ à? Tạ Hồng Mai nhấn mạnh từng câu từng chữ, khiến Tạ Giang Hoài tức đỏ bừng bừng, ông ta không những không thu được kết quả gì, mà ngược lại còn khiến bản thân mất mặt. Con nói vậy là có ý gì? Bố là bố con, sao con lại nói năng với bố như vậy? Tạ Giang Hoài rõ ràng đã thẹn quá hóa giận. Nói hàng trăm hàng nghìn lần, thì là bản thân ông vô dụng, đổ trách nhiệm bản thân lên người con gái mình, hiện giờ ông lại tới đây trách móc. Ha ha ha, nhà họ Tạ các người đúng là khiến tôi mở mang tầm mắt. Tần Lâm lạnh nhạt nói. E là ở đây vẫn chưa đến lượt anh nói. Bạch Thiếu Dình lạnh lùng nhìn Tần Lâm, bốn mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai, cảm giác đấu chọi gay gắt này khiến Tạ Hồng Mai cảm thấy rất hỗn loạn. Cô ấy không muốn như vậy, càng không muốn Tần Lâm chịu bất kỳ tổn hại hay chỉ trích nào, chuyện này vốn dĩ không phải lỗi của cô, là cô chưa nói rõ ràng với Tần Lâm, cô cũng không ngờ Bạch Thiếu Đình lại quay trở lại vào lúc này. Chuyện vốn không công bằng với bọn họ, càng không công bằng với Tần Lâm, hiện giờ bản thân cô đã bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, Tạ Hồng Mai căn bản không có cách nào đối mặt. Nhưng cô biết rõ ràng, lựa chọn của bản thân không sai. Cho dù là nhà họ Tạ hay là Bạch Thiếu Đình thì cô cũng không quan tâm. Không đến lượt tôi nói thì hình như càng không đến lượt anh lên tiếng, anh là cái thá gì chứ? Tần Lâm chế nhạo. Đột nhiên, trong mắt Bạch Thiếu Đình tràn ngập sát khí, như thể muốn chém Tần Lâm thành nghìn mảnh. Tên thanh niên trông như con kiến hôi này lại dám nhìn mình như vậy ư? Bạch Thiếu Đình vốn dĩ đã vô cùng bất mãn với Tạ Hồng Mai, nhưng dù sao đó cũng là người phụ nữ anh ta coi trọng. Còn Tần Lâm là cái thá gì chứ? Tần Lâm cũng xứng nói chuyện với anh ta như vậy à? Tôi là cái thá gì? Ha ha ha! Bạch Thiếu Đình bật cười nói, cả cái thủ đô này, trước giờ chưa từng có ai dám nói với anh ta như vậy. Anh có biết anh đang nói chuyện với ai không? Anh có tin tôi có thể khiến anh biến mất khỏi thủ đô ngay trong ngày hôm nay không? Bạch Thiếu Đình, anh đừng quá đáng, đây là nhà họ Tạ chúng tôi, không phải nhà họ Bạch các anh. Tần Lâm là người đàn ông của tôi. Tạ Hồng Mai trầm giọng nói. Người đàn ông của em, Hồng Mai, lẽ nào em thật sự nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm bao nhiêu năm của chúng ta sao? Em đừng tự lừa gạt bản thân nữa, anh nhìn ra trong lòng em vẫn rất yêu anh, nhưng không thể bước qua rào cản trong lòng em, vì vậy em mới cố chấp như thế, em như vậy là đang lừa mình dối người đó, có biết không? Bạch Thiếu Đình thở dài nói. Em nghĩ anh sẽ tức giận à? Anh sẽ không, ngược lại anh sẽ càng nghiêm túc, bởi vì anh biết trong lòng em vẫn còn có anh, em chỉ đang giận dỗi với anh mà thôi, em tìm một người chọc tức anh, làm vậy quan trọng thế sao? Anh xin lỗi em có được không? 10 năm nay anh thật sự có lỗi với em, anh thề, từ nay về sau, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Em đừng lo lắng, lần này anh sẽ không bao giờ rời đi nữa đâu, em ở đâu anh sẽ ở đó, đây là lời hứa của anh với em. Bạch Thiếu Đình trịnh trọng nói. Trong lòng anh ta luôn lưu luyến Tạ Hồng Mai, anh ta biết Tạ Hồng Mai chắc chắn cũng đang đợi anh ta. Giữa chúng ta đã kết thúc rồi, Bạch Thiếu Đình, tôi khuyên anh hãy buông tay đi, chúng ta đã không còn khả năng nữa. Tạ Hồng Mai nói, đã nhiều năm trôi qua, mà em không tìm người đàn ông khác, nhưng lúc anh trở về lại cố tình tìm đến một người đàn ông, như vậy chẳng lẽ chưa nói lên vấn đề sao? Bạch Thiếu Đình nhíu mày. Cháu làm thế chính là để chọc tức Bạch Thiếu gia mà. Hồng Mai, cháu cũng không còn nhỏ nữa, đừng trẻ con như thế có được không? Cháu đã không còn là đứa trẻ nữa, Bạch Thiếu gia vì cháu mà chịu khổ 10 năm, hiện giờ cuối cùng đã quay lại, cháu không thể cho cậu ấy một cơ hội à? Vì sao cứ muốn tuyệt tình như vậy chứ? Rõ ràng cháu vẫn yêu Bạch Thiếu gia, nhưng lại muốn lấy người khác ra làm lá chắn, lẽ nào vì cái thể diện tầm thường kia mà cháu nhẫn tâm để Bạch Thiếu gia ở đây đợi 3 ngày 3 đêm à? Tạ Trường Hà trầm giọng nói. Hiện giờ trong mắt bọn họ, Tạ Hồng Mai chẳng qua là đang muốn chọc giận Bạch Thiếu gia mà thôi, căn bản là chẳng là cái đinh gì. Cuối cùng hai người vẫn không ai chịu nhường ai à? Sao phải thế chứ? Hiện giờ Bạch Thiếu gia đã hạ mình cầu xin cháu, nếu cháu không biết tốt xấu như vậy thì ông tuyệt đối cũng sẽ không tha cho cháu đâu. Tạ Trường Hà trầm giọng nói.
Rõ ràng hai người vẫn yêu nhau sâu đậm, vì sao cứ nhất định phải làm theo ý mình chứ? Ban đầu có thể Bạch Thiếu có chút lỗi lầm, nhưng hiện giờ cậu ấy đã quay lại rồi mà. Con cũng đừng cố chấp như vậy nữa, tình cảm bao nhiêu năm, con nói từ bỏ là từ bỏ được sao? Bố không tin. Tạ Giang Hoài vừa cười vừa nói. Các người nghĩ nhiều rồi, Bạch Thiếu Đình, trong lòng tôi từ lâu đã không còn anh nữa, chàng thanh niên áo trắng năm xưa đã chết rồi, trong lòng tôi hiện giờ chỉ yêu một người, đó chính là Tần Lâm, người đàn ông hiện tại của tôi, không ai có thể cướp tôi khỏi người anh ấy. Tình yêu của tôi là anh ấy chứ không phải là anh. Tạ Hồng Mai ôm chặt Tần Lâm, khóe miệng mang theo vẻ dịu dàng, liếc nhìn Tần Lâm, bốn mắt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn ngập yêu thương. Không ai có thể cướp em khỏi anh, không một ai. Ánh mắt Bạch Thiếu Đình sắc như dao, nhìn chằm chằm Tần Lâm, sát ý dâng trào, rút kiếm ra sẵn sàng chiến đấu. Bạch Thiếu Đình, dù sao trước đây chúng ta cũng từng có tình cảm với nhau, tôi khuyên anh mau dừng tay đi, trước đây chúng ta đã không thể, nếu anh cứ cố chấp u mê, vậy tôi cũng không còn gì để nói nữa, nhưng nếu anh dám khiến người đàn ông của tôi chịu chút tổn thương nào thì tôi sẽ quyết sống chết với anh. Tạ Hồng Mai kiên định nói. Quyết sống chết. Ha ha ha, quyết sống chết, nói hay lắm. Hồng Mai, em năm đó không hề đối xử với anh như vậy, năm đó em nói em sẽ đợi anh, em nói giữa chúng ta sẽ mãi mãi không xuất hiện người thứ ba, em nói chúng ta sẽ bên nhau đến già, em nói cả đời này chỉ yêu duy nhất một mình anh, lẽ nào em đã quên những lời này rồi sao? Em thật sự không định về bên anh sao? Bạch Thiếu Đình lạnh lùng nói. Tên rác rưởi này sao có thể so sánh với anh chứ? Anh ta không phải là người trong thập đại gia tộc, căn bản không biết thập đại gia tộc trong thủ đô tượng trưng cho cái gì, anh cũng từng nghe nói về chuyện lúc trước của anh ta thật sự cho rằng đánh bại được Tưởng Vân Đài thì có thể không coi ai ra gì à? Thủ đô không phải là nơi một tên rác rưởi như anh ta có thể hống hách. Bạch Thiếu Đình kiêu căng ngạo mạn, còn có khí thế bá đạo bẩm sinh, khiến đám người nhà họ Tạ vô cùng cảm thán, đây mới là ứng cử viên làm con rể tốt nhất trong lòng bọn họ, Tần Lâm là cái thá gì chứ? Hơn nữa, bây giờ nhà họ Tưởng cũng đang tìm cơ hội giết anh, tuyên bố rằng chỉ cần có thể tiêu diệt được Tần Lâm thì bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng nếu Bạch Thiếu Đình đánh Tưởng Vân Đài thì nhà họ Tưởng chắc chắn không dám làm thế với nhà họ Bạch, còn Tưởng Vân Đài cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhà họ Bạch mới là nhân vật chủ chốt trong thập đại gia tộc ở thủ đô, mới là nhân vật có thể xoay chuyển cục diện thật sự, vì vậy Bạch Thiếu Đình vừa xuất hiện, cả nhà họ Tạ đã sôi sùng sục. Hận không thể lột trần Tạ Hồng Mai rồi ném lên giường Bạch Thiếu Đình. Đúng là anh ấy không có quyền thế ngất trời như nhà họ Bạch các người, nhưng tôi yêu anh ấy cũng yêu tôi, thế là đủ rồi. Tôi chỉ hận mình năm xưa mắt mù, không phân biệt được tốt xấu nên mới thích anh. Nếu cho tôi chọn lại, tôi sẽ không chọn anh, vì anh làm tôi quá thất vọng. Bạch Thiếu Đình, nếu anh không muốn mất mặt, thì tôi khuyên anh hãy đi đi, nếu thật sự trở mặt thì cả hai chúng ta đều sẽ rất mất mặt. Tạ Hồng Mai luôn giữ chừng mực bản thân, vì cô không chỉ có một mình, phía sau còn có nhà họ Tạ, cô không thể không quan tâm đến thực lực nhà họ Bạch. Bạch Thiếu gia, cậu đừng hiểu lầm, Hồng Mai không có ý khác đâu. Đúng thế Bạch Thiếu gia, cậu đừng nghĩ nhiều, Hồng Mai không có ý chửi cậu đâu, nó đang nói linh tinh đó. Hồng Mai, con mau xin lỗi Bạch Thiếu gia đi, còn đơ ra đó làm gì? Đúng là không biết tốt xấu, Bạch Thiếu gia đã ở đây đợi con lâu như thế. Mà con còn nói năng tổn thương người ta, trong mắt con còn có đám ông bà chú bác này không hả? Người nhà họ Tạ thi nhau chỉ trích Tạ Hồng Mai, sợ Bạch Thiếu Đình sẽ tức giận vì những lời của Tạ Hồng Mai, vậy nhà họ Tạ bọn họ chắc chắn sẽ là người chịu thiệt đầu tiên. Vẻ mặt đám người nhà họ Tạ tràn đầy vẻ hèn mọn, hận không thể quỳ xuống trước Bạch Thiếu Đình, lúc này, sắc mặt Bạch Thiếu Đình càng lúc càng trở nên khó coi. Anh ta đã đợi ở đây 3 ngày, không ngờ lại nhận lại kết quả như vậy. Đúng là quá mức buồn cười. Hồng Mai, em làm anh quá thất vọng, anh ở đây đợi em 3 ngày, mà em lại cho anh kết quả như vậy, em làm thế có xứng với anh không? Bạch Thiếu Đình nói từng câu từng chữ. Đúng thế, con không thấy có lỗi với Bạch Thiếu gia à? Tần Lâm có gì so với Bạch Thiếu gia chứ? Sao con lại có mắt như mù như thế? Trong mắt con, chẳng lẽ Bạch Thiếu gia lại không bằng tên Tần Lâm kém cỏi này à? Tạ Hồng Mai, con đúng là nỗi xấu hổ của nhà họ Tạ chúng ta, một cơ hội gả vào hào môn tốt như này mà con không biết trân trọng, con có bị ngốc không hả? Nếu có một người đối xử tốt với chị như Bạch Thiếu gia thì chị đã sớm ôm lấy người ta rồi,
Tạ Hồng Mai, em thật sự quá ngu ngốc, thật sự coi mình là hàng cao cấp à? Tạ Hồng Mai tỏ vẻ không quan tâm, mở miệng chế giễu. Trên đời này, người không có tư cách nói những lời như vậy nhất phải là anh mới đúng chứ, Bạch Thiếu Đình. Tần Lâm nhìn ra được trong lòng Tạ Hồng Mai hiện giờ đang rất đau khổ, nhưng đây không còn là yêu nữa mà là hận. Con người thường đau khổ cho sự bất hạnh của người khác và tức giận khi người ta không biết tranh giành. Có lẽ tình cảm hai người nhiều năm trước vô cùng tốt, nhưng hiện giờ tâm tình của Tạ Hồng Mai đã sớm nguội lạnh, không vì điều gì khác, chỉ bởi duyên phận của hai người đã cạn kiệt. Rốt cuộc anh đã làm sai điều gì mà em lại đối xử với anh như vậy? Anh biết 10 năm nay chắc chắn em không dễ dàng gì, nhưng anh cũng là vì có thể cho em hạnh phúc, nên mới rời khỏi thủ đô 10 năm. Anh là người thừa kế thứ nhất của nhà họ Bạch, trên vai anh có quá nhiều trọng trách, lẽ nào em không muốn đợi anh sao? Em có biết trong nhiều năm nay, anh ngày đêm nhớ em, không lúc nào thôi mong được quay về bên em. Nhiều năm nay, anh đã tự trách mình rất nhiều, anh có vô vàn lời muốn nói với em, nhưng em lại không cho anh cơ hội. Hồng Mai, anh biết bản thân đã làm sai rất nhiều việc, nhưng tình cảm của anh đối với em có trời đất chứng giám, nhật nguyệt chiếu rọi, anh không dám bảo đảm chuyện trước đây. Nhưng từ nay về sau, sẽ không ai có thể chia rẽ hai chúng ta nữa, anh cầu xin em hãy cho anh một cơ hội, chúng ta hãy đến bên nhau để khiến tất cả mọi người phải ghen tị. Anh chỉ cần em bởi vì trong tim anh, em chính là duy nhất, đây là những lời em từng nói với anh, lẽ nào em đã quên hết rồi sao? Anh chỉ muốn một câu tha thứ của em, Hồng Mai, trong tim anh chỉ có em thôi. Ngàn vạn lời nói cũng không thể bày tỏ hết tâm tư trong lòng anh, em là người anh yêu duy nhất. Cho dù là nhà họ Bạch, đối với anh mà nói thì có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng chỉ riêng em, anh không thể sống thiếu em. Bạch Thiếu Đình chân thành bày tỏ, vẻ mặt thâm tình, khóe miệng tràn đầy vẻ chua xót và bất lực, tỏ ra có vô vàn khó khăn không nói được thành lời. Vì em, cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, anh cũng không do dự. Em tha thứ cho anh đi, đừng giận dỗi nữa, chúng ta đã bỏ lỡ nhau 10 năm rồi. Lẽ nào em vẫn muốn chúng ta lỡ nhau thêm 10 năm nữa sao? Đời người ngắn ngủi, thời gian chúng ta có thể ở bên nhau đã không còn nhiều nữa, đã bỏ lỡ thời thanh xuân tươi đẹp nhất của em, anh sợ bản thân sẽ không bao giờ tìm lại được em của ngày xưa. Bạch Thiếu Đình thâm tình tha thiết, khiến người ta muốn ngừng mà không được, ngay cả người nhà họ Tạ cũng thấy vô cùng cảm động, ai có thể không động lòng với lời bày tỏ thâm tình này chứ? Một người đàn ông si tình như Bạch Thiếu ra đây quả thật rất hiếm có. Tình cảm này đã vượt quá tầm với của chúng ta, Bạch Thiếu gia, cậu làm chúng tôi cảm động quá, chỉ có người như cậu mới xứng với Hồng Mai nhà chúng tôi, những tên khác đều là rác rưởi. Tạ Giang Hoài cảm thán, giống như kiểu Tạ Hồng Mai và Bạch Thiếu Đình không yêu nhau thì sẽ bị trời đất oán trách. Đúng vậy, mau đồng ý Bạch Thiếu gia đi, cậu ấy đã biết sai rồi, Hồng Mai, cháu còn muốn ầm ĩ đến lúc nào. Tên Tần Lâm kia chỉ là bình phong cháu tùy tiện tìm đến mà thôi. Chứ cháu coi cậu ta là chồng thật đấy à? Bạch Thiếu gia mới là người tình trong mộng tốt nhất của cháu đúng là sống trong phúc mà không biết. Hồng Mai à, cháu rộng lòng chút đi, Bạch Thiếu gia đã cúi đầu rồi, cháu còn muốn Bạch Thiếu gia làm thế nào nữa? Phụ nữ nên biết tới lui đúng lúc, nếu lần này cháu bỏ lỡ Bạch Thiếu gia thì sẽ lỡ cả đời đó. Hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã vội. Tạ Hồng Mai còn chưa lên tiếng, đám người nhà họ Tạ đã bắt đầu công kích cô. Như thể nếu không đồng ý Bạch Thiếu gia thì cô sẽ trở thành người bất trung, bất nghĩa, bất hiếu, cái nồi to đùng này đã treo leo trên đầu cô rồi. Thế à, anh bảo tôi đợi nhiều năm như thế, vậy Mục Uyển Đình có biết không? Hai cô gái tay vịn trong quán karaoke có biết không? Ha ha, năm đó, tôi vì tiễn anh mà đã thức 2 ngày 2 đêm may quần áo cùng giày tặng anh, bởi vì tôi biết, hai chúng ta mỗi đứa một nơi, không biết đến bao giờ mới gặp lại. Cho dù là 10 năm, 20 năm thì tôi cũng sẽ đợi anh. Nhưng khi tôi nhìn thấy anh lại đang cùng con tiện nhân Mục Uyển Đình ôm ấp, hôn hít, lẽ nào đó chính là thâm tình mà anh dành cho tôi sao? Hai mắt Tạ Hồng Mai đỏ hoe, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Khóe miệng Tần Lâm hơi nhếch lên, Tạ Hồng Mai chưa từng nhắc đến những đau buồn trong quá khứ, nhưng không có nghĩa là cô ấy không để ý. Tần Lâm biết. Tạ Hồng Mai lúc này mới là con người thật của cô ấy, những thứ này đã tích tụ trong lòng cô rất lâu rồi, cho nên không thể không nói hết ra. Em, ánh mắt Bạch Thiếu Đình hiện lên vẻ khó tin, anh ta không ngờ Tạ Hồng Mai đã nhìn thấy hết những điều này. Anh nói,
anh chỉ chơi đùa với tôi thôi mà. Anh nói Mục Uyển Đình mới là tình yêu đích thực của anh mà, anh nên đi tìm cô ta mới phải chứ, vì sao lại đến tìm tôi? Tạ Hồng Mai chế nhạo nói. Đúng rồi, 3 tháng sau khi anh đi, hình như cô ta đã kết hôn với Lâm Thiếu Gia nhà họ Lâm rồi, cô ta không thể đợi anh nữa, nên anh mới tìm đến tôi à, xem ra tôi đúng là rẻ mặt thật. Tạ Hồng Mai tự cười nhạo chính mình, lúc này sắc mặt của Bạch Thiếu Đình đã trở nên vô cùng khó coi, ngay cả đám người nhà họ Tạ cũng không biết nên nói gì, chuyện này đã tát bốp vào mặt bọn họ. Không ngờ, chuyện này vẫn còn có một quá khứ quanh co như vậy. Anh xin lỗi em, Hồng Mai, đều là lỗi của anh, lúc đó anh còn quá trẻ, căn bản không có lựa chọn nào khác, Mục Uyển Đình cứ quấn lấy anh thật sự hết cách, lại không nỡ làm tổn thương cô ấy, vì thế, tôi mới trở thành vật hy sinh, đúng, anh không sai, tôi cũng không nhìn nhầm anh, tôi vốn muốn cho anh một cơ hội, nhưng khi lần thứ hai tôi đến tìm anh, tối hôm đó chắc là đêm cuối cùng trước khi anh đi, anh ở quán ba ôm ấp 3 cô gái ngoại quốc tóc vàng, chơi đùa vô cùng vui vẻ, tôi gọi cho anh bao nhiêu lần, anh đều không nhận, đến khi nhìn thấy cảnh đó, tôi mới tin, thì ra tôi có mắt như mù, ha ha ha. Tiếng cười của Tạ Hồng Mai chứa đựng sự lạnh lùng lẫn chua xót, phải bị đè nén bao nhiêu năm mới có thể đau đớn và phẫn nộ đến thế. Chắc chắn bản thân không thể tưởng tượng được những gì Tạ Hồng Mai trải qua trong suốt mấy năm qua, lúc này, Tần Lâm chỉ muốn trân trọng cô, bảo vệ cô cẩn thận, không để cô chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Sắc mặt của Bạch Thiếu Đình tối sầm lại, khó coi hơn cả gan heo, vẻ mặt đau khổ nhưng không thể phản bác, bởi vì những chuyện này đều là sự thật, bản thân anh ta cũng không thể phản bác, chỉ không ngờ Tạ Hồng Mai lại nhìn thấy hết những chuyện này. Đen đủi, con mẹ nó, anh ta đúng là đen đủi quá. Nhưng lúc này, Bạch Thiếu Đình không tự trách quá nhiều, bởi nó đều đã trôi qua rất rất lâu rồi. Xin lỗi, anh biết hiện giờ anh nói gì cũng vô ích, nhưng anh vẫn phải nói. Năm đó quả thật anh không hiểu chuyện, nhưng anh nguyện ý dùng nửa đời còn lại để chăm sóc em. Tạ Hồng Mai hãy cho anh thêm một cơ hội nữa đi. Anh không muốn bản thân phải hối hận, càng không muốn em phải hối hận. Chỉ cần em đồng ý quay lại với anh, em nói gì anh cũng nghe theo. Bạch Thiếu Đình trầm giọng nói. Vậy thì từ bỏ thân phận thiếu gia nhà họ Bạch đi, từ bỏ tư cách kế thừa đi, anh có chịu không? Chắc chắn là không, bởi vì trong mắt anh, phụ nữ chỉ như quần áo. Sao có thể so với thân phận đại thiếu gia nhà họ Bạch chứ? Đừng níu kéo vô ích nữa, hai chúng ta đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa, bỏ qua cho tôi cũng là cho chính bản thân anh một cơ hội. Bạch Thiếu Đình, dù sao chúng ta cũng đã từng yêu nhau, tại sao cứ phải đi đến mức đường này chứ? Tôi đã tìm được tình yêu đích thực của mình rồi, từ nay về sau, tôi và anh Lâm sẽ sống hạnh phúc bên nhau, không cần người khác bận tâm, tôi chỉ hy vọng anh không đến làm phiền chúng tôi là được. Như vậy cả nhà đều vui. Trong mắt Tạ Hồng Mai ánh lên một tia nhẹ nhõm, có một số thứ, bản thân nên buông xuống, nếu không sẽ khiến mọi người càng thêm khó xử. Chỉ khi buông xuống được, mới có thể trở nên vui vẻ. Em chỉ có thể thuộc về anh. Sắc mặt Bạch Thiếu Đình dần dần tối sầm lại, cuối cùng trở nên tức giận. Đây chính là bản chất đều cáng của trai đều à. Rõ ràng bản thân đã ngoại tình, lại còn bày ra dáng vẻ không chấp nhận. Đây là nhà họ Tạ, mong anh hãy tự trọng, Bạch Thiếu Đình. Tạ Hồng Mai trầm giọng nói. Không nên đánh giá thấp thực lực của Bạch Thiếu Đình, quan trọng nhất là nhà họ Bạch là gia tộc hàng đầu trong thập đại gia tộc thủ đô. Đây cũng là lý do vì sao Tạ Hồng Mai mãi không trở mặt với anh ta, ném chuột sợ vỡ bình, một khi anh ta tiến hành trả thù nhà họ Tạ thì sẽ có hậu quả như thế nào. Cô căn bản không dám tưởng tượng. Tên Bạch Thiếu Đình này rõ ràng không phải là một kẻ tầm thường. Trời đất có thể chứng giám cho tình yêu của anh đối với em, anh chỉ cần một mình em thôi, không ai có thể ngăn cản được. Ánh mắt của Bạch Thiếu Đình sắc như dao, cuối cùng nhìn thẳng vào Tần Lâm, hiện giờ Tần Lâm chính là bức tường ngăn cản không thể vượt qua giữa hai người. Giờ anh rời khỏi Hồng Mai, tôi có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, để đến khi tôi tức giận, thì tất cả đã muộn rồi, đến lúc đó, không chỉ mình bản thân anh mà tôi sẽ khiến cả gia tộc anh chết không có chỗ chôn. Lời nói của Bạch Thiếu Đình có sức nặng cực lớn, y như thánh chỉ vậy, thậm chí còn muốn Tần Lâm biết khó mà lui, nhanh chóng cút khỏi nhà họ Tạ. Thế nhưng, hiển nhiên là anh ta đã quá xem thường Tần Lâm, cũng như xem thường quyết tâm của Tần Lâm đối với Tạ Hồng Mai. Bạch Thiếu Đình, anh đừng có mà quá đáng. Tạ Hồng Mai trầm giọng nói, Bạch Thiếu Đình một khi nổi cơn thịnh nộ, thì
thì chắc chắn vượt xa Tưởng Vân Đài. Những gì anh nói đều là sự thật, đời này, em chỉ có thể trở thành người phụ nữ của anh. Bạch Thiếu Đình nói một cách kiên định, không ai có thể chống lại được sát ý của anh ta, trên đất Hoa Hạ này, nhà họ Bạch có thể nói là một tay che trời. Người phụ nữ của anh, người phụ nữ của anh đã vì anh mà bỏ ra tất cả, thế nhưng anh ở bên ngoài lại nói chỉ chơi đùa cô ấy mà thôi. Người phụ nữ của anh cho anh một cơ hội, nhưng anh không biết trân trọng, còn dây dưa với người phụ nữ khác. Hiện giờ những tên đàn ông tồi đều vô liêm sỉ như vậy à? Luôn tỏ vẻ như không có việc gì, lẽ nào Tạ Hồng Mai có lỗi với anh à? Anh nói một câu xin lỗi là xong chuyện à? Anh mới đợi 3 ngày đã mất kiên nhẫn rồi, nhưng Hồng Mai đã đợi anh bao lâu? 10 năm dài đằng đẵng, mà tên đàn ông cặn bã như anh còn không biết xấu hổ kỳ kèo với cô ấy. Anh mà cũng xứng là đàn ông sao? Anh chính là một tên rác rưởi, cặn bã, không biết xấu hổ. Anh luôn miệng nói mình yêu Hồng Mai sâu đậm, nhưng anh lại không giải thích một câu nào, đây chính là thái độ của anh à. Anh ngoài việc dùng lợi thế thân phận của mình để chèn ép Hồng Mai, chèn ép nhà họ Tạ, thì còn bản lĩnh gì? 10 năm nay, anh chỉ học được cách lừa gạt phụ nữ thôi à. Đúng là một kẻ bất tài, nhà họ Bạch có một đứa con rác rưởi như anh đúng là khiến tôi không dám khen tặng. Tần Lâm lạnh lùng nói, từng câu từng chữ như cắm vào tim Bạch Thiếu Đình, khiến sắc mặt anh ta tối sầm lại, nhưng lại không thể phản bác, bởi vì những lời này đều là sự thật. Tạ Hồng Mai nghe thấy những lời này thì vô cùng đau buồn, lòng thù hận của cô đã sớm trôi theo sự ra đi của Bạch Thiếu Đình rồi, lúc này, trong trái tim cô chỉ có Tần Lâm, cô chỉ muốn ở bên anh suốt cuộc đời. 10 năm sống trong mù mịt, cô tin rằng ông trời cho cô gặp được Tần Lâm chính là món quà to lớn nhất dành cho cô. Lúc này, trái tim cô ấy đã trao cho Tần Lâm, cho dù Bạch Thiếu Đình nói gì, cô cũng sẽ không thay đổi, có một số người đã lỡ thì nên bỏ qua, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng trách móc cũng đâu có tác dụng gì. Bóng dáng của Tần Lâm, sự dịu dàng hào hiệp của anh đã sớm in sâu vào trái tim Tạ Hồng Mai, 10 năm trôi qua, cô đã học được cách từ bỏ, cũng học được cách yêu lại một người. Đây chính là món quà tuyệt vời nhất mà Tạ Hồng Mai dành tặng cho Tần Lâm, một tình yêu đến muộn nhưng sâu sắc. Anh có tư cách gì mà đòi dạy dỗ tôi? Ha ha ha, đúng là hài hước. Tôi muốn giết anh dễ như trở bàn tay, từ nhỏ đến lớn, chưa có ai có thể cướp được đồ mà tôi muốn có. Anh có thể đem lại cho Hồng Mai những thứ gì? Nếu anh đã thể thốt như thế, vậy thì tôi chỉ có thể tận tay hủy hoại thứ mà tôi không có được. Thế nhưng, tôi không nhẫn tâm, cho nên tôi chỉ có thể hủy hoại anh. Bạch Thiếu Đình nhìn thẳng vào Tần Lâm, cười chế nhạo. Đám người nhà họ Tạ run lẩy bẩy, sắc mặt ai nấy đều hoảng hốt. Châu bò đánh nhau rồi mũi chết. Một khi Tạ Hồng Mai trở mặt hoàn toàn với Bạch Thiếu Đình, thì kẻ bị đau đớn nhất chính là người kẹp ở giữa như bọn họ, hơn nữa, rất có thể sẽ khiến nhà họ Tạ bọn họ rơi vào hố sâu muôn kiếp. Đây chính là nỗi lo của nhà họ Tạ. Tần Lâm, cậu đừng không biết tốt xấu, Bạch Thiếu gia có thể tha cho cậu một lần đã là nể mặt nhà họ Tạ chúng tôi lắm rồi. Cậu mau mau cút đi, giờ còn kịp đó. Bạch Thiếu gia làm việc đâu đến lượt cậu chỉ tay múa chân, cậu xứng chắc. Tạ Giang Hoài tức giận mắng chửi. Hôm nay tuyệt đối không thể để Tạ Hồng Mai và Tần Lâm ở bên nhau, nhà họ Tạ bọn họ đã không thể chịu nổi giày vò nữa. Tạ Hồng Mai lấy Bạch Thiếu Đình chính là lựa chọn tốt nhất, bọn họ sau này có thể dựa vào thế lực của nhà họ Bạch, để xây dựng lại đế chế thuộc về riêng mình ở thủ đô. Tần Lâm, đây là chuyện của nhà họ Tạ chúng tôi khuyên cậu nên biết thân biết phận, đừng nhúng tay vào, Hồng Mai và Bạch Thiếu gia đã quyết định ở bên nhau đến hết đời rồi, cậu xen vào giữa mà không thấy xấu hổ à? Đúng vậy, Bạch Thiếu gia một lòng si tình với Hồng Mai nhà chúng tôi. 10 năm trôi qua vẫn không quên Hồng Mai, đây vốn là một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp, nhưng vì cậu nên mới trở nên trắc trở như thế, chẳng lẽ cậu không thấy hổn hẹn à? Mặc dù Bạch Thiếu gia đã làm sai một số chuyện, nhưng đó đều là chuyện lúc trẻ, tuổi trẻ có ai không từng điên cuồng, có ai chưa từng mặc sai lầm. Giờ cậu bắt người ta gánh vác có hợp lý không? Con người chứ có phải thánh đâu mà không mắc sai lầm. Bạch Thiếu gia đã dốc hết sức lực để bù đắp rồi, cậu ấy muốn dùng cả đời để bù đắp món nợ 10 năm, lẽ nào không được à? Hồng Mai, vì sao cháu cứ muốn tuyệt tình như vậy? Bạch Thiếu gia là người kế thừa đầu tiên của nhà họ Bạch. Cậu ấy có thể cúi đầu nhận lỗi với cháu, hơn nữa còn muốn quay lại với cháu, sau này cháu chính là thiếu phu nhân nhà họ Bạch, dưới một người trên vạn người.
Tuổi trẻ chính là tiền vốn, tuổi trẻ có thể mắc sai lầm, chỉ cần biết sửa sai, từ đó hoàn thiện bản thân. Từ xưa đã có câu, lãng tử quay đầu quý hơn vàng, hiện giờ Bạch thiếu gia đã chịu cúi đầu nhận lỗi rồi, Hồng Mai, cháu nên tha thứ cho cậu ấy đi. Đám người nhà họ Tạ thi nhau nói, đồng lòng khuyên Tạ Hồng Mai về bên Bạch Thiếu Đình, tất cả đều nói thay cho anh ta, dường như Bạch Thiếu Đình người mắc sai lầm lại trở thành người cô phải tha thứ. Còn Tần Lâm thì sao, rốt cuộc anh đã làm sai chuyện gì, mà bị bọn họ chỉ trích như vậy? Đám người nhà này đúng là kỳ lạ. Sắc mặt Tạ Hồng Mai tối sầm lại, mắc lỗi lần một sẽ có lần hai, lần ba. Đây chính là nguyên tắc của Tạ Hồng Mai, không ai có thể thay đổi suy nghĩ của cô. Kể cả ông trời. Một số lỗi lầm có thể tha thứ, nhưng có một số lỗi lại không thể, mọi người đừng nói nữa, cháu và Bạch Thiếu Đình không thể ở bên nhau được đâu. Lần này cháu đến đây chính là để nói với mọi người, cháu và Tần Lâm đã chính thức yêu nhau, không một ai có thể chia cắt bọn cháu. Tạ Hồng Mai nói chắc như đinh đóng cột. Đúng là chúng ta đã từng thề non hẹn biển, cũng từng bên nhau một cách hồn nhiên, vô tư, nhưng đó đều là đã từng, một cô gái có bao nhiêu cái 10 năm chứ? 10 năm này, tôi chỉ như một con chó nghe lời, 10 năm tiếp theo, có Tần Lâm ở bên, tôi tin chúng tôi sẽ đi với nhau đến cuối đời. Anh sẽ mãi mãi ở bên em. Tần Lâm khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, lúc này, hai mắt Bạch Thiếu Đình như đang lóe ra lửa, sắc mặt tối sầm, suýt xì khói. Anh là cái thá gì chứ? Tạ Hồng Mai chỉ thuộc về mình tôi, nếu anh muốn dẫn Hồng Mai đi thì phải bước qua xác tôi. Là người thừa kế của nhà họ Bạch, tôi có quyền giết chết anh ngay tại đây. Bạch Thiếu Đình chỉ thẳng vào mặt Tần Lâm, sát khí bừng bừng. Bạch Thiếu Đình, anh điên rồi. Tôi nói cho anh biết, chúng ta đã chấm dứt rồi. Tạ Hồng Mai hét lên. Anh cũng đã nói, em chỉ có thể thuộc về mình anh, dù cho có chết, thì cũng chỉ được chết trong lòng anh. Bạch Thiếu Đình phớt lờ, quyết tâm đấu đến cùng với Tần Lâm, anh muốn xem thử, người có thể khiến Tạ Hồng Mai khăng khăng một mực, bất chấp tình cảm 10 năm của bọn họ, rốt cuộc là người như thế nào. Thấy Bạch Thiếu Đình nổi giận, người nhà họ Tạ sững sờ, đối với họ, Bạch Thiếu Đình là cọng rơm cứu mạng của nhà họ Tạ, bây giờ Bạch Thiếu Đình trở mặt với bọn họ thì không biết kết cục sẽ ra sao. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà cháu còn làm mình làm mẩy vậy Hồng Mai, cháu mau xin lỗi Bạch Thiếu ra đi, mau lên. Tạ Trường Hà tức giận quát mắng, vẻ mặt tức tối, chuyện này liên quan đến sự sống còn của nhà họ Tạ đấy, Bạch Thiếu ra mà nổi giận thì bọn họ sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp rồi. Đúng đó, cháu muốn hại cả nhà hay sao? Tạ Hồng Mai, cháu quá ích kỷ đó, cả nhà họ Tạ mấy chục người sắp gặp họa lớn rồi đó cháu biết không hả? Cháu đúng là một cô gái ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, chẳng lẽ cháu định trơ mắt nhìn nhà họ Tạ chúng ta sụp đổ hay sao? Chúng ta là người nhà của cháu kia mà, cháu tàn nhẫn đến vậy sao? Tạ Hồng Mai, cháu đừng quên cháu cũng là người nhà họ Tạ, cháu cũng là một phần của nhà họ Tạ, cháu cũng có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của nhà họ Tạ, chẳng lẽ cháu muốn ép cả nhà chúng ta vào đường cùng sao? Cháu chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, cháu chưa từng coi trọng nhà họ Tạ chứ gì. Cháu chính là cặn bã của nhà họ Tạ chúng ta. Người nhà họ Tạ kích động, hận không thể dâng Tạ Hồng Mai cho Bạch Thiếu Đình, bây giờ bọn họ rất lo sợ, dù gì thì thân phận và sức mạnh Bạch Thiếu gia đã bày ra hết trước mặt, nhà họ Tạ bọn họ đã không còn đủ sức để chịu bất cứ sự giày vò nào nữa. Có một số gia tộc trong thập đại gia tộc đang muốn loại trừ nhà bọn họ rồi, chẳng bao lâu nữa nhà họ Tạ sẽ phải lui về ở ẩn thôi. Bây giờ là cơ hội duy nhất có thể khiến nhà họ Tạ vực dậy, cơ hội này nằm trong tay Tạ Hồng Mai nhưng cô lại vô tình vô nghĩa đến như vậy, người nhà họ Tạ vô cùng căm ghét cô. Ánh mắt Tạ Hồng Mai ngày càng âm u hơn, lời của người nhà họ Tạ khiến cô vô cùng nhục nhã, người đẩy nhà họ Tạ vào bước đường cùng chính là bọn họ, sao lại đổi trắng thay đen như vậy chứ? Nếu Tạ Hồng Mai không đến bên Bạch Thiếu Đình thì bọn họ cho rằng nhà họ Tạ sẽ sụp đổ, hơn nữa rất có khả năng phải chịu cơn thịnh nộ nhà họ Bạch. Sau đó nhà họ Tạ sẽ không bao giờ ngóc đầu lên được nữa. Mà người gây nên tất cả những chuyện như vậy chính là Tạ Hồng Mai. Nếu Tạ Hồng Mai đồng ý với Bạch Thiếu gia thì có lẽ đã có một kết quả khác, nhà họ Tạ sẽ gặp may mắn, sẽ phát triển nhanh chóng, đây hoàn toàn là hai quan điểm hoàn toàn khác nhau. Chẳng lẽ con không thể hy sinh một chút bản thân mình vì gia tộc sao? Tạ Hồng Mai, bố đã uổng công sinh ra một đứa con gái không biết điều như con đó, bố thật sự cảm thấy xấu hổ đó. Tạ Giang Hoài đấm ngực dậm chân, tỏ vẻ vô cùng đau đớn,
nói thẳng ra chỉ vì muốn Tạ Hồng Mai làm theo ý ông ta mà thôi, nhưng Tạ Hồng Mai đã quyết định rồi, cô không thể đến bên Bạch Thiếu Đình một lần nữa, đã qua nhiều năm như vậy rồi, nếu bản thân cô vẫn còn nghĩ đến Bạch Thiếu gia thì đã chẳng yêu Tần Lâm. Trên thế giới này chẳng có ai rời khỏi ai mà không thể sống tiếp được cả. Điều khiến Tạ Hồng Mai không ngờ là Bạch Thiếu Đình đã không phải là anh ta của ngày xưa rồi, bây giờ con người này đã trở nên vô tình độc ác và ích kỷ, hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của người khác, hơn nữa giữa bọn họ đã không còn tình cảm như lúc ban đầu, anh ta chỉ muốn ép cô trở thành người phụ nữ của anh ta, khiến Tạ Hồng Mai cảm thấy buồn nôn. Còn người nhà họ Tạ lại trở thành kẻ tiếp tay cho anh ta. Anh biết em không tha thứ cho anh, nhưng bây giờ em không còn sự lựa chọn khác nữa Hồng Mai, anh quá yêu em, anh phải có được em, anh không thể để em ở bên người khác được, em phải là của anh, chỉ của một mình anh. Nếu em hận anh thì cứ hận đi, trong tim anh chỉ có em hận anh cả đời cũng được, chỉ cần có em anh không quan tâm những thứ khác, rồi sẽ đến lúc em không còn hận anh, em sẽ thật sự chấp nhận anh, chúng ta là thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, anh không tin em không còn chút tình cảm nào với anh. Bạch Thiếu Đình nói với ánh mắt kiên định. Biến thái. Trong lòng Tạ Hồng Mai rất kích động, giáng thẳng một cái tát vào mặt Bạch Thiếu Đình. Anh đúng là thằng biến thái. Đúng là giọt nước tràn ly. Người nhà họ Tạ suýt nữa thì hồn bay phách lạc, đặc biệt là Tạ Trường Hà, con bé này muốn chết sao? Cô dám tát Bạch Thiếu ra. Khốn nạn quá mà. Nhà họ Tạ đã không còn địa vị nữa, Tạ Hồng Mai lại còn cứng đầu với Bạch Thiếu Đình. Nhất quyết không chịu đồng ý yêu cầu của anh ta, đây chẳng phải là chơi dao có ngày đứt tay sao? Trong lòng Tạ Hồng Mai đã hoàn toàn nguội lạnh, Bạch Thiếu Đình đã không còn là cậu thiếu niên thanh mai trúc mã của cô nữa rồi, từ lúc anh ta lừa dối cô, quan hệ của bọn họ đã kết thúc rồi, hơn nữa sẽ không bao giờ có thể quay lại từ đầu nữa. 10 năm, Tạ Hồng Mai đã dùng 10 năm để quên hoàn toàn Bạch Thiếu Đình người đàn ông bạc tình này, nhưng bây giờ anh ta lại đột nhiên xuất hiện, lại hòng muốn có được cô. Thậm chí là không có được linh hồn của cô thì cũng phải cướp được thân xác của Tạ Hồng Mai. Bây giờ anh cha trở lên biến thái tới mức nào? Tư tưởng lệch lạc đến mức nào? Tạ Hồng Mai không biết Bạch Thiếu Đình sẽ làm gì nhưng người biến thái như anh ta đã không xứng ở bên cạnh cô nữa rồi. Bạch Thiếu Đình dần biến sắc, Tạ Hồng Mai dám đánh anh trước mặt tất cả mọi người nhà họ Tạ, anh ta đùng đùng nổi giận, hận không thể phá hủy toàn bộ nhà họ Tạ. Từ nhỏ đến giờ, chưa có ai dám đánh tôi. Con đĩ nhà cô là người đầu tiên đấy. Bạch Thiếu Đình lạnh lùng nói, ánh mắt âm u đến đáng sợ khiến Tạ Hồng Mai cảm thấy hoảng hốt, tên Bạch Thiếu Đình này điên rồi, con người anh ta đã thay đổi rồi, Tạ Hồng Mai chắc chắn là như vậy. 10 năm, bọn họ đã không còn là người mà đối phương yêu sâu đậm nữa rồi, nhưng Bạch Thiếu Đình lại cố níu kéo cô, hơn nữa còn muốn ép cô phải làm điều cô không muốn, bây giờ hai người bọn họ đã hoàn toàn là hai người xa lạ rồi. Bất giận. Bạch Thiếu gia bất giận, Hồng Mai con bé hơi kích động, tôi tin đó không phải ý của con bé, chắc chắn là vì tên khốn nạn kia, không biết nó đã cho Hồng Mai ăn phải bùa mê thuốc lú gì nữa, nếu không có nó thì Hồng Mai cũng sẽ không ra nông nỗi này. Tạ Giang Hoài đứng bên cạnh Bạch Thiếu Đình nịnh nọt với vẻ tươi cười. Bây giờ cách tốt nhất đối với nhà họ Tạ chính là phải bám vào chân của Bạch Thiếu gia. Cút đi cho tôi. Bạch Thiếu gia đạp một cái vào người Tạ Giang Hoài khiến ông ta ngã lăn ra đất, mặt toàn là máu. Bạch Thiếu Đình. Đôi mắt Tạ Hồng Mai đỏ au, vẻ mặt u ám, mặc dù bố cô nói rất nhiều những câu khó nghe nhưng ông ta vẫn là bố cô, Tạ Hồng Mai vội vàng tiến lên đỡ lấy bố. Anh ta dám ra tay đánh bố mình, như vậy chẳng phải đánh vào mặt mình sao? Chuyện đã đến nước này, cho dù là nhà họ Tạ hay nhà họ Bạch thì cũng như nước với lửa. Cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Cô đánh tôi đánh bố cô, rất công bằng, rất bình thường mà. Hơn nữa cô còn tát tôi một cái, tôi sẽ đích thân trả lại cho cô. Bạch Thiếu Đình lạnh lùng cười. Tôi cho cô một cơ hội cuối, tôi không muốn nói lần thứ hai, bây giờ cô đi với tôi thì chuyện cũ tôi sẽ bỏ qua hết, còn nếu cô không nghe lời, thì tôi sẽ giết hết, nhà họ Tạ các người không ai có thể chạy thoát đâu. Lời đe dọa của Bạch Thiếu Đình khiến cả nhà họ Tạ sợ hãi, vẻ mặt kinh hoàng, nhưng thấy Tạ Giang Hoài bị đánh bọn họ cũng không dám lên tiếng, sợ Bạch Thiếu Đình tức giận sẽ giải quyết luôn bọn họ, tên này đúng là không biết lớn nhỏ gì cả, đến Tạ Giang Hoài nói đỡ cho anh ta mà cũng bị đánh, ai dám nói nữa chứ? Đại thiếu gia nhà họ Bạch, khí thế ngút trời, vô cùng mạnh mẽ.
Nếu tôi nói tôi không đồng ý thì sao? Anh có thể làm gì được tôi? Tạ Hồng Mai trầm giọng nói. Vậy thì tôi chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, tình cảm 10 năm của tôi mà cô lại khinh rẻ đến vậy, thì tôi còn gì để mà nhung nhớ nữa. Tôi tuyên bố, nhà họ Tạ các người từ giây phút này trở đi sẽ hoàn toàn sụp đổ. Lời của Bạch Thiếu Đình chắc chắn giống như thánh chỉ vậy, tất cả người nhà họ Tạ đều run lên như bị rút hết linh hồn, trong lòng đầy sự tuyệt vọng, bọn họ sắp toi đời rồi, từ nay nhà họ Tạ sẽ sụp đổ không thể vực dậy được nữa. Bạch Thiếu gia nói được làm được, điều này không một ai dám nghi ngờ, nhà họ Bạch vốn là một trong số những gia tộc đứng đầu thập đại gia tộc, mà nhà họ Tạ bọn họ đang tụt dốc, hai gia tộc bọn họ cũng chẳng phải cùng một đẳng cấp, Bạch Thiếu Đình muốn tiêu diệt nhà họ Tạ đơn giản như trở bàn tay. Anh muốn ép chết tôi anh mới vừa lòng đúng không? Bạch Thiếu Đình. Tạ Hồng Mai siết chặt nắm đấm, ánh mắt long lanh, sự căm hận dần dâng lên trong lòng cô. Ta không giết người nhưng người lại chết vì ta. Bây giờ nhà họ Tạ đều nhất quyết muốn bọn họ ở bên nhau, cô đối đầu với Bạch Thiếu Đình sẽ liên lụy đến cả nhà họ Tạ nên bây giờ cô đã chính thức trở thành tội đồ của nhà họ Tạ. Chiêu rút củi dưới đáy nồi của Bạch Thiếu Đình trực tiếp chĩa mũi giáo về phía nhà họ Tạ, ép Tạ Hồng Mai vào đường cùng, tiến thoái lưỡng nan. Chuyện rất đơn giản sao phải làm rối lên như vậy? Chỉ cần một cái gật đầu thôi, sao cô phải cứng đầu với tôi như vậy? Tên ẻo là kia là cái thá gì? Đấu với tôi, hắn xứng sao? Cô cứ khăng khăng từ chối tôi để ở cùng tên đó, cô nghĩ mình thông minh lắm sao? Ha ha ha! Bạch Thiếu Đình lạnh lùng nói. Cô không muốn sống một cuộc sống tốt đẹp mà lại muốn ở cùng một tên rác rưởi, tôi kém hắn ở điểm nào? Cô nói xem. Vì muốn được ở bên cô, tôi đã phải tự hạ thấp thân phận của mình, cô còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ tôi còn thiếu điều gì sao? Chẳng lẽ cô còn muốn tôi quỳ xuống dưới chân cô? Tôi đường đường là đại thiếu gia nhà họ Bạch, tôi hạ mình xuống tìm cô đã là nể mặt cô lắm rồi, vậy mà bây giờ cô lại kiếm một tên ẻo lả về để chọc tức tôi. Từ lúc thấy hai người bước vào tôi đã luôn kìm nén để không bùng nổ, nhưng cô và hắn lại cứ tình trạng ý thiếp mặn nồng, cô biết trong lòng tôi nghĩ gì không? Tôi không chịu nổi, cô chỉ là của một mình tôi thôi. Không một ai có thể cướp cô khỏi tay tôi, đồ mà tôi không có được người khác cũng đừng hòng mơ tưởng, giết hắn, hủy hoại cô, tôi chỉ có sự lựa chọn đó thôi. Bạch Thiếu Đình gầm thét trong điên loạn, trợn trừng mắt, hận không thể xé nát Tần Lâm cướp Tạ Hồng Mai lại. Anh đã hết thuốc chữa rồi. Tạ Hồng Mai cười đau khổ, lắc đầu, trong lòng nguội lạnh. Tên điên này đúng là lắm mồm. Nếu không vì Tạ Hồng Mai không muốn làm lớn chuyện này thì anh đã cút khỏi đây lâu rồi. Tần Lâm chau mày, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tạ Hồng Mai. Từ giờ về sau sẽ không một ai có thể bắt nạt em nữa. Sự dịu dàng của Tần Lâm khiến Tạ Hồng Mai cảm thấy ấm áp, nhưng dù gì đằng sau Bạch Thiếu Đình cũng chính là nhà họ Bạch. Sức mạnh của nhà họ Bạch thực sự rất khủng khiếp, cho dù Tần Lâm có lợi hại hơn khó mà chống lại được. Hơn nữa Bạch Thiếu Đình cũng không phải là người đơn giản. 10 năm nay qua anh ta đã biến thành một người khác. Đúng là điếc không sợ súng, tao giết mày chỉ dễ như bỡn, mày mà cũng đòi bảo vệ Tạ Hồng Mai sao? Đồ chó hoang tưởng, hôm nay tao sẽ cho mày biết ai là người mà mày không thể đắc tội. Bạch Thiếu Đình cười lạnh, ánh mắt hung ác. Nếu cô thích thằng ẻo lả này đến thế thì tôi sẽ giết hắn, để tôi xem cô còn lý do gì để không đến bên tôi nữa không? Bạch Thiếu Đình tiến bước về phía Tần Lâm. Bốn mắt nhìn chằm chằm vào nhau như cảnh tàn sát khốc liệt vậy, đầy sát ý. Tạ Hồng Mai biết hai người chắc chắn sẽ phải đánh nhau một trận ác liệt. Chắc anh sẽ không có cơ hội này đâu. Tần Lâm nói. Đúng là không biết điều, chịu chết đi. Bạch Thiếu Đình nổi cơn thịnh nộ, tất cả mọi người đều nín thở vì bị khí tức của anh ta chèn ép. Tiểu Lâm, nhất định phải cẩn thận. Tạ Hồng Mai nhẹ nhàng nói, ánh mắt của cô đầy ắp tình cảm. Thấy vậy Bạch Thiếu Đình lại càng nổi điên hơn, hận không thể giết Tần Lâm càng nhanh càng tốt. Mày đúng là càng ngày càng đáng ghét. Bạch Thiếu Đình lạnh lùng nhìn Tần Lâm nói. Anh cũng thế, tôi chưa bao giờ gặp người nào dài dòng, rắc rối như anh, Tạ Hồng Mai nói anh biến thái là nể anh lắm rồi đó, ha ha ha. Tần Lâm cười nói, chẳng thèm nể mặt Bạch Thiếu Đình. Mày sẽ phải hối hận, hôm nay tao phải giết mày, sẽ không ai cản được tao đâu. Tao nghe nói, đến sư phụ của Tưởng Vân Đài, cao thủ bảng hổ cũng xem trọng mày, có vẻ thực lực của mày cũng không yếu, thế nhưng, được chết dưới tay nhân tài thế hệ mới của Hoa Hạ, trang tuấn kiệt đệ nhất thiên hạ thật sự như tao đây quả là có ý nghĩa đấy.
Bạch Thiếu Đình lớn tiếng, tung ra cú đấm mạnh mẽ, năng lượng kinh khủng khiến người nhà họ Tạ đều nín thở, khí thế quá mạnh, còn mạnh hơn cả cao thủ bảng hổ sư phụ của Tưởng Vân Đài, đây mới là trận quyết đấu của cao thủ chân chính. Năng lực mạnh mẽ, dễ dàng chèn ép Tần Lâm. Bạch Thiếu Đình cũng đã chuẩn bị sống mái với Tần Lâm một trận ra trò, tinh thần hăng hái, nếu có thể khống chế đối phương ngay thì không cần bất cứ thủ đoạn gì nữa rồi, cho nên Bạch Thiếu Đình mới phủ đầu trước để nắm quyền chủ động dễ chiến thắng hơn, không định kéo dài lâu la với Tần Lâm, như vậy mới có thể hạ gục đối phương nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nhưng Bạch Thiếu Đình đã đánh giá thấp thực lực của Tần Lâm rồi, những tưởng chỉ cần một đòn là xong, nhưng không ngờ sau cú đấm kia, Tần Lâm lại chiếm thế thượng phong. Anh cũng phản công lại, những nắm đấm liên tiếp tung ra, hai người không hề khoan nhượng. Bịch! Sức mạnh kinh khủng không ngừng chèn ép, Bạch Thiếu Đình biến sắc, không ngờ Tần Lâm lại mạnh mẽ như vậy. Hai người cùng lúc lùi về phía sau, Tần Lâm bình tĩnh nhoẻn miệng cười, sức mạnh của hai người va vào nhau khiến Bạch Thiếu Đình hít thở sâu. Anh ta cũng khẽ cười, nhưng trong ánh mắt không hề có chút do dự nào, cho dù nắm đấm kia có khiến anh ta kinh hãi, nhưng Bạch Thiếu Đình sẽ không để lộ ra ngoài. Tỏ vẻ sợ hãi là cách ngu ngốc nhất, cho dù có phải đối đầu với cái chết cũng phải giả vờ bình tĩnh. Chẳng phải Tần Lâm cũng vậy sao? Anh ta sẽ không bao giờ chùn bước đâu. Như vậy thì xong đời. Ánh mắt Bạch Thiếu Đình lạnh lùng, chiêu thức dứt khoát, xông lên một lần nữa, trận chiến này sẽ rất gay gắt. Từ lúc hai người họ giao đấu đã có thể nhìn thấy, Tần Lâm có thể được cao thủ bảng rồng coi trọng thì thực lực cũng không hề tầm thường. Bởi vậy Bạch Thiếu Đình mới muốn giết chết anh, như vậy nhà họ Tạ mới không còn chỗ nào để dựa vào nữa. Toi rồi, lần này e là chúng ta xong đời rồi, nhà họ Tạ chẳng lẽ phải đi đến bước đường này sao? Đúng đó, đều tại Tạ Hồng Mai, chúng ta xui xẻo như vậy cũng chỉ vì con bé đó, tức chết mất, chúng ta cũng chuẩn bị chạy thôi, nhà họ Tạ đã không thể ở lại lâu nữa rồi, nhà họ Bạch chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta. Tên ẻo là kia có tư cách gì so sánh với Bạch Thiếu gia chứ, não Tạ Hồng Mai uống nước rồi sao? Hai, bây giờ có nói gì thì cũng muộn rồi, bọn họ đã dùng vũ lực rồi, Tần Lâm và Bạch Thiếu Đình, chỉ một người có thể đưa Hồng Mai đi mà thôi. Nhưng mong là Bạch Thiếu gia, nếu đại thiếu gia nhà họ Bạch có được Hồng Mai thì sẽ không chút giận sang chúng ta nữa, đến lúc đó nhà họ Tạ sẽ tránh được một kiếp nạn rồi. Đúng vậy, nào chúng ta cùng cổ vũ cho Bạch Thiếu gia nào. Bạch Thiếu gia, cố lên, Bạch Thiếu gia, cố lên. Tạ Hồng Mai tức suýt ngất xỉu, đám người nhà họ Tạ thực sự khiến cô cạn lời. Tần Lâm chiến đấu với Bạch Thiếu Đình là vì nhà họ Tạ, Bạch Thiếu Đình còn đánh cả Tạ Giang Hoài, rồi còn lớn tiếng muốn tiêu diệt nhà họ Tạ, vậy mà người nhà họ Tạ lại còn cổ vũ cho anh ta. Chuyện quái quỷ gì vậy? Đây là chuyện con người có thể làm sao? Tạ Hồng Mai thẹn quá hóa giận, tức tối nói. Chẳng lẽ các người muốn cả đời này phải quỳ dưới chân người ta làm con chó sao? Bạch Thiếu Đình muốn tiêu diệt nhà họ Tạ đó, các người bị điếc à? Các người còn kêu gào cổ vũ hộ người ta, các người còn liêm sỉ không? Lời của Tạ Hồng Mai khiến Tạ Trường Hà cũng phải toát mồ hôi, nhưng đây là sự thật, đại thiếu gia nhà họ Bạch mới là lựa chọn tốt nhất của bọn họ, nhưng chỉ tiếc là lựa chọn của Tạ Hồng Mai lại trái ngược với bọn họ. Bây giờ không phải lúc nói ai đúng ai sai. Hai người bọn họ vẫn chưa phân chia thắng bại, chưa đến giây phút cuối cùng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Không thể phủ nhận, đến Tần Lâm cũng phải ngạc nhiên, tên này cũng rất lợi hại, cho dù là hiệp khách râu sồm Tiêu Tác cao thủ bảng rồng mà trước đây anh đã từng giao chiến thì cũng chỉ ngang ngửa thế này thôi, sức mạnh như thế này đúng là có tư cách để tự hào. Hơn nữa Bạch Thiếu Đình bây giờ mới tầm 30, thời kỳ phát triển thật sự của anh ta ít nhất vẫn còn 20 năm nữa. 20 năm này anh ta có khả năng sẽ đạt được bảng hổ, thậm chí là bảng rồng cũng không hẳn là khó. Có thể 20 năm sau hạng nhất bảng rồng sẽ là Bạch Thiếu Đình không chừng. Nếu Bạch Thiếu Đình có được năng lực chiến đấu như vậy thì hoàn toàn có thể tung hoành hoa hạ, người đứng đầu của thế hệ thanh niên, gọi như vậy cũng không quá đáng, chính vì vậy mới có sự tự tin như thế này. Đáng tiếc là lại gặp phải Tần Lâm, thực lực của Tần Lâm mạnh hơn anh ta, hơn nữa bây giờ Tần Lâm đã đả thông 7 kinh mạch. Thậm chí là cao thủ bảng rồng Tần Lâm cũng tự tin chiến đấu, kể cả là cao thủ đầu bảng. Trước khi đạt được cao thủ thất mạch Tần Lâm đã đánh bại Thiệt Kiếm Dị cao thủ đầu bảng hổ một cách dễ dàng, bây giờ trận chiến của Tần Lâm và Bạch Thiếu Đình mới chỉ bắt đầu thôi. Bạch Thiếu Đình vô cùng mạnh mẽ, nắm đấm dứt khoát, muốn áp đảo Tần Lâm, mặc dù vừa rồi không thành công nhưng lần này chắc chắn không thể cầu thả nữa,
anh ta phải dùng hết toàn lực, không ai dám khinh thường. Tần Lâm vừa đánh vừa lùi, vì Bạch Thiếu Đình quá ngoan cố, thậm chí còn không tiếc bất cứ giá nào để sử dụng nắm đấm địch bị thương 10 phần mình cũng bị thương 8 phần để đánh Tần Lâm, làm vậy chỉ tự đẩy mình vào chỗ chết mà thôi. Nhưng Tần Lâm không ngu, anh không muốn đối đầu trực tiếp với Bạch Thiếu Đình, muốn đánh bại anh ta không hề khó, tại sao phải liều mình như vậy chứ? Tần Lâm lấy lùi làm tiến, vừa đánh vừa lui, trong mắt Bạch Thiếu Đình thì thấy Tần Lâm đang sợ anh ta vì vậy anh ta lại càng tự tin, xuất chiêu liên tục, gắng sức đánh một chiêu thôi là hạ gục được đối phương. Thất thương quyền, quyền pháp đả thương người thì mình cũng sẽ bị thương. Đây là quyền pháp Bạch Thiếu Đình luyện tập, quyền này có thể giết chết người, chiêu thức tàn nhẫn, không hề để lại đường sống, mục đích chỉ có một đó là giết người. Nếu không giết người thì chẳng cần phải sử dụng quyền pháp này, Bạch Thiếu Đình biết, chỉ khi giết chết Tần Lâm anh ta mới có thể hết lo lắng, nếu không mặt mũi anh ta phải để đâu. Mặt mũi nhà họ Bạch phải để đâu. Chịu chết đi. Bạch Thiếu Đình bước đi vững vàng, xuất chiêu hiểm, Tạ Hồng Mai thấy vậy cũng kinh hãi. Với thực lực của Bạch Thiếu Đình cô cũng chẳng phải là đối thủ của anh ta, nhưng với Tần Lâm chắc không có vấn đề gì chứ. Có vẻ sức mạnh của Tần Lâm đang chịu sự khống chế rất lớn, Bạch Thiếu Đình từng bước áp sát, thời khắc sinh tử, Tần Lâm sẽ không bại trận chứ. Trong lòng Tạ Hồng Mai vô cùng căng thẳng, Tần Lâm lùi về đằng sau, trong mắt Bạch Thiếu Đình đầy sự tức giận, gầm lên không trung, quyền cước tiếp chiêu, nhất định phải dồn Tần Lâm vào chỗ chết. Bịch, 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 quyền nối quyền. Bạch Thiếu Đình vẫn giữ thế thượng phong, người nhà họ Tạ thấy vậy vô cùng kích động, Tần Lâm thua thì nhà họ Tạ bọn họ sẽ được cứu rồi. Tạ Hồng Mai vô cùng lo lắng, nhưng tình hình bây giờ rất bất lợi với Tần Lâm. Bạch Thiếu Đình từng bước áp sát, sát ý ngút trời, xem ra anh ta muốn đấu với Tần Lâm trận một mất một còn. Tiểu Lâm, anh phải cẩn thận đó. Tạ Hồng Mai lẩm bẩm nói, cô biết rằng đây là trận chiến giữa hai người đàn ông, cô chỉ có thể im lặng chờ đợi mà thôi. Đúng là không biết điều, tưởng tôi không dám giết anh sao? Tần Lâm lạnh lùng nói, trong ánh mắt lóe lên tia sáng, nhấc đao lên, hiên ngang giữa đất trời. Tần Lâm chỉ dụ địch suy yếu chứ không phải là không địch nổi, lúc này những đòn tấn công của Bạch Thiếu Đình đã bắt đầu suy yếu, đã không còn khí thế ngang ngược như lúc đầu nữa. Tần Lâm cũng bắt đầu phản công lại. Thất thương quyền rất lợi hại, nhưng Tần Lâm vẫn có thể tránh được, Bạch Thiếu Đình liên tục xuất chiêu. Mặc dù rất mạnh mẽ vẫn chẳng thể động được vào Tần Lâm, ngược lại càng khiến Tần Lâm quen thuộc với lối đánh của anh ta, hoàn toàn coi thường. Tần Lâm bắt đầu phản kích, bắt đầu mượn lực đả lực, đối mặt với sự công phá của thất thương quyền, anh thuận thế kéo Bạch Thiếu Đình qua, hai người đánh nhau rất quyết liệt. Tần Lâm lấy bất biến ứng vạn biến, quyền pháp của Bạch Thiếu Đình đã hoàn toàn được hóa giải, Tần Lâm cũng thổi kèn hiệu phản kích. Bịch, 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 Bạch Thiếu Đình mất đi quyền chủ động. Tần Lâm lại chiếm thế thượng phong, liên tục đấm 10 nhát vào người Bạch Thiếu Đình, Bạch Thiếu Đình biến sắc, không thể phản công lại, hoàn toàn bị Tần Lâm áp chế, quyền thế mạnh mẽ cũng không còn nữa, anh ta đã bị Tần Lâm chèn ép đến nỗi không còn lực để đánh trả nữa. Chỉ trong chốc lát, Tần Lâm đã đảo ngược được tình thế, chuyển bại thành thắng, Bạch Thiếu Đình chịu 10 nắm đấm của Tần Lâm nên lục phủ ngũ tạng cũng nứt hết ra rồi. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, Tần Lâm đẩy lùi Bạch Thiếu Đình. Anh ta lảo đảo mười mấy bước về phía sau mới đứng vững được, trong ánh mắt Bạch Thiếu Đình đầy sự kinh ngạc và sợ hãi. Sao tên này lại lợi hại như vậy chứ? Bạch Thiếu Đình không thể tin được, sư phụ đã nói rằng anh ta chính là thiên hạ đệ nhất thực thụ, là vô địch trong thế hệ thanh niên bây giờ, nhưng lần này anh ta bị đánh bại bởi một người nhỏ hơn anh ta nhiều tuổi, hơn nữa còn dễ như trở bàn tay nữa. Trong mắt Bạch Thiếu Đình đầy hoảng sợ, nắm đấm của Tần Lâm không hề nhẹ. Bây giờ anh ta đã bị thương nặng mà Tần Lâm dường như cũng không có ý định dừng lại. 2. Xem ra Bạch Thiếu gia bại trận rồi. Tần Lâm quá mạnh, đến đại thiếu gia nhà họ Bạch cũng chẳng phải là đối thủ của hắn, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. Anh bị ngu sao, Bạch Thiếu gia thua rồi, nhà họ Tạ chúng ta sẽ gặp họa lớn đó, anh nghĩ nhà họ Bạch sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Nói cũng đúng, vậy bây giờ phải làm sao? Tần Lâm mạnh như vậy e là chúng ta cũng không chọc được đâu. Mọi người xem, Tần Lâm hình như muốn kết liễu Bạch Thiếu gia đó. Tất cả mọi người đều kêu lên, chỉ thấy Tần Lâm xông đến chỗ Bạch Thiếu Đình không hề có chút do dự, thế như trẻ tre. Đừng! Sắc mặt Bạch Thiếu Đình trắng bệch, bị Tần Lâm đạp cho một cái, ngã nhào mấy cái, trong mắt vô cùng hoang mang. Xin lỗi,
tôi sai rồi, đừng giết tôi, đừng giết tôi. Bạch Thiếu Đình biết, trong mắt của Tần Lâm đầy sát ý, tên này chắc chắn không chơi đùa với anh ta. Không giết anh, đợi anh đến giết tôi sao? Tần Lâm cười lạnh, chẳng thèm quan tâm Bạch Thiếu gia, giáng cho Bạch Thiếu Đình một đòn khiến anh ta bay ra xa 7-8 mét, Bạch Thiếu Đình phun một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhà họ Tạ không ngừng kêu lên, không ngờ Tần Lâm lại hung hãn như vậy, đến Bạch Thiếu Đình cũng là bại tướng dưới tay anh. Tiểu Lâm, đừng! Tạ Hồng Mai tiến lên phía trước, ngăn cản chiêu cuối cùng của Tần Lâm, nắm đấm kia chỉ cách Bạch Thiếu Đình trong ngang tấc, khiến anh ta sợ đái ra quần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 62.